Anh Phúc vô kìa. Anh Phúc vô, ba đi dạm rồi. Ra lệnh vậy đó. Ba đi dạm đi, anh Phúc vô. Xe chịu giống con, chỉ cần đút chìa khóa xe con vô là chạy được đó. Vậy hả? Tại vì con phá chứ không phá. Bây giờ xe nói chung là con làm phá là coi như là chiếc nào chạy tới ba đút khóa vô là chạy. Kim Tho, hello cục vàng. Trời ơi trời, mấy chị ơi, hẹn mấy chị toàn là hứa lèo không à. Hẹn xong rồi hứa lèo không à. Bữa nay thanh sale nhiều thứ lắm nha mấy chị ơi. Mấy chị vô đông đông nha, vô đông đông đi rồi thanh like nha mấy chị. Có giày thể thao nữ không? Có nha Cát Tiên ơi. Giày thể thao nữ cưng mang size mấy? Đây mấy chị, thôi bây giờ đậu like Thanh sẽ sale cái đôi dép này cho mấy chị luôn nè. Đôi dép này là Thanh bán là 95.000. Chỉ còn có 5 đôi thôi. Đó, còn 5 đôi Thanh sale nhanh cho mấy chị 49.000 nha. Sale nhanh cho mấy chị 49.000 luôn. Cái này Thanh bán 95.000, Thanh sale cho mấy chị 49.000. Rồi rồi, mấy đôi này mang còn gì bằng mấy chị, cưng xỉu luôn. À, đôi này là size 37 mấy chị, size 37 sale cho mấy chị 49.000, chốt nhanh nha mấy chị, tại vì Thanh còn có 5 đôi thôi. Còn có 4 đôi thôi chứ không được 5 đôi nữa. À, đôi này Thanh sale nhanh cho mấy chị là 49.000 mấy chị. 49.000, 49.000 mấy chị chốt nhanh để hết uổng nha. Size 37 màu trắng nha chị hả? Size 37 màu trắng. Cảnh ơi, Cảnh ơi. Trời, gì tưởng đâu con ngoại kêu cố. Size 37 màu trắng, lấy cho gì đôi size 37 màu trắng mà cái đôi đôi mình bán 85.000 á. Đây rồi, đôi này size 37 49.000 mấy chị. 49.000, đang dồn lực để kêu Cảnh ơi Cảnh. Rồi mấy chị chốt cùng Thanh luôn, 37 49.000, đôi này là 95.000 nha mấy chị. Nha, người ta bán 95.000, có chỗ bán rẻ nhất thì cũng 85.000. Thanh sale cho mấy chị 49.000. Size 37 mấy chị chốt cùng Thanh là 37 49k nha mấy chị. Chỉ 4 đôi thôi. Rồi ok, 37 49k Mai Tuyết Lanh nè. À. Rồi chỉ còn 3 đôi thôi mấy chị, còn 3 đôi nhưng mà để Thanh coi còn size gì nha. Rồi Mai Tuyết Lanh nè, à, size 37 49.000, đẹp. Size 37 49.000 chốt cho Mai Tuyết Lanh nè. À. Rồi để Thanh coi còn size gì nha mấy chị. Rồi bây giờ Thanh còn size 39, size 40. Size 38, 39, 38, 40 nha mấy chị, còn 38, 39, 40. 49.000, còn 3 đôi mấy chị, còn 3 đôi duy nhất nha. Còn 38, 39, 40, cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Thanh còn 3 đôi 38, 39, 40 mấy chị. Giá 95.000 giá thị trường, có chỗ bán rẻ là 85.000, Thanh sale cho mấy chị. À, hôm nay Thanh bùng sale, Thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi. Mấy chị lên giùm Thanh 38 49k hoặc là 39 49k, Thanh còn 38 39 40 nha mấy chị. Đôi này còn 3 đôi nè, 38 39 40, mang rất là đẹp mấy chị. Nha. Mang rất là đẹp luôn, bánh mì nha mấy chị. Đó, còn 3 đôi 38 39 40, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, 49.000. Còn 3 đôi. Đó, sale cho mấy chị luôn 49.000 luôn. 38, 39, 40 nha mấy chị. Bữa nay Thanh sale dép nào, quần áo nè, đủ hết nha mấy chị.
lấy em một đôi 39-49, ok cục vàng nè. Cái đôi này đẹp lắm luôn á My Hương ơi, đôi này đẹp lắm, đôi này là đúng ra không có sale, không có sale nhưng mà còn có 4 đôi à, chị Thanh sale luôn. Ship nhiêu hả? Ship 35.000 nha, ship tỉnh là 35.000, ship tỉnh là 35.000, cọc cọc 50.000. Nếu mà chị nào có cọc á, thì được giảm tiền ship, còn à, nếu có cọc là tiền ship còn 25.000 nha. Rồi Thanh còn size 38 với size 40 nha mấy chị, 38 với 40 còn 2 đôi. Còn 2 đôi 38 với 40, chị hôm qua em nhận mà không thấy áo ngực. À, ủa vậy hả? Không thấy áo ngực hả? Để vậy là áo ngực chắc đơn sao rồi đó. Hai đơn lận, hình như có 2 đơn lận á. Áo khoác vàng treo, cái đó không phải áo khoác nha. À, Nhi Lê Hoàng ơi, cái đó là áo len chứ không phải áo khoác nha. Đó là áo kiểu chứ không phải áo khoác. Rồi cái đôi này là size 40 của nam mấy chị. Đôi này size 40 của nam, đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn 45.000. 45.000 nha. Đôi này là size 40 của nam, đúc liền luôn nè. Đó, cái này hàng đúc liền luôn, Thanh sale cho mấy chị luôn. Đôi này size 40 của nam, sale cho mấy chị 45.000. Áo ngực là hình như cái đơn sau á, cái đơn sau á cưng ơi. Rồi đôi này Thanh sale luôn 45.000, còn một đôi duy nhất mấy chị. Đây đôi này size 38 nè, còn một đôi duy nhất, đôi này 120 nè mấy chị. Đôi này là Thanh bán 120, Thanh bán cho mấy chị luôn 45.000, còn đúng một đôi nha. Đôi này là đôi hàng xịn luôn nè. Đó đôi này đôi xịn luôn nè, còn một đôi duy nhất size 38, Thanh sale luôn. Đôi này 45.000. 38-45 mấy chị lên giùm Thanh là đôi 38-45 nha. Có mấy cái dép mũ mà rẻ đưa ra gì sale 20 mấy ngàn. À, mấy dép mũ đó. Rồi ok, Kim Chinh lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Kim Chinh ơi, 40-45k nè, đôi dép nam nè. Lên số điện thoại giùm Thanh nha cục vàng ơi. Từ từ. Rồi kìa, Kim Chinh nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Rồi hồi nãy ai hỏi đôi 38 nè. Đôi này là đôi giày nữ nha. Chị chào Thanh Bình Dương nha. Dép nam rồi, chị lấy cho cưng rồi, cưng cho chị số điện thoại đi. Đây đôi này là size 37. Size 37 nè. Ở Thanh sale đôi này 85.000 mấy chị ơi. Mấy đôi này mấy chị mua không bao giờ có 85.000 nha. Thanh cam đoan với mấy chị luôn, cam kết với mấy chị luôn. Không bao giờ cái đôi này có giá 85.000. Nha mấy chị, Thanh bán cho mấy chị có 85.000 thôi, đôi giày độn nè. Size 37 85k, cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 37 85k nè. Rồi, cảm ơn Kim Chinh luôn nè. Chị nay có quần jean cho em size 32. Quần jean cưng mặt á hả? Quần jean cưng mặt á hả Mỹ Hương? Rồi đôi này size 37 nè, màu trắng nè, của nữ nha mấy chị, 85.000. Chị nào lấy chốt em Thanh luôn, 37 85 37 85. Rồi ok, Mai Tuyết Lanh nè. Ủa cảnh này hình như cái đôi giày này là thiếu con cộng dây nè con. Cát Tiên. Ủa lộn mày, qua giùm gì ấy. Có size 38 không hả? Có size 38 nha. Rồi 37 85 nè, Cát Tiên nữa nè. Cái này có 38 không ta? Cái này có 38 không? Rồi ok, Phương Nguyễn nè, 37 85 nè, gì chốt qua con thấy nha. Ê còn giống không á nha. Lấy hai cộng đi. Nè, đây nè. Nè, cái này bên đây cộng, bên đó cộng, nói chung là đổi qua đổi lại đi. Rồi Cát Tiên nè. Rồi Cát Tiên 37 85 nè, gom cái này ra đi cảnh này. 85.000 size 37 85 nè. Rồi Mai Tuyết Lanh 37 85 nè. Rồi size 37 85 nè, Phương Nguyễn nè. Rồi cái gì Lung Trang nè, 37 85 lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Có 38 nha Huỳnh Nam ơi. Có 38 nha. Có 38 nha mấy chị, có 38, 36 để Thanh coi có không nha mấy chị. Có 37, có 38, rồi 85.000 mấy chị. Thanh sale cho mấy chị 85.000 mấy chị lên giùm Thanh luôn. Đó, sale cho mấy chị 85.000. Rồi Lung Trang nè. Rồi chị nào chưa cho số điện thoại thì lên số điện thoại giùm Thanh nha mấy chị ơi. Rồi cảm ơn luôn cho anh nè. Đó, số điện thoại nè. Phúc ơi, Phúc bài gì nhờ cái Phúc ơi, đi lấy cái đồ bấm cho gì coi. 36, 37 thì lấy đồ bấm cho gì coi. Dạ.
Nè cái Mai Tuyết Lanh con bỏ cái đôi giày, bỏ đưa cái đôi giày đó làm gì coi. Đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Nhanh nhanh đi con. Có đôi giày đó, chưa có bọc, có chưa đây. Có giấy. Ờ đúng rồi. Người lấy cái đồ bấm cho gì đi. Rồi Cát Tiên, cảm ơn Cát Tiên luôn. Rồi đợi nha, đợi Thanh vô kho Thanh lấy à, chút xíu à, gọi em hay chị rồi ok em. Rồi cái đôi này à, Thanh sale cho mấy chị 55.000. Rồi nè anh Phúc nè. Rồi đi vô đi vô. Em có nhắn tin rồi cho ok em, rồi chị lưu đơn cho em nha. À, bữa có đôi dép, ừ để chị lưu lại cho. Có 36 không? 38 Thanh có nè, Bình Võ Thị ơi. Có 38 nha. Rồi có 36 nữa nè. Hồi nãy ai nói 36, 38 gì Thanh có đủ hết nha mấy chị. 85.000, theo cho mấy chị 85.000. Có 39 nữa nha mấy chị, có 35 nữa nha. Có 35, trời không có đôi 37. Không có 37 cảnh. Lấy mà không có đôi 37. Một đôi 37, hai đôi 37 nữa. Ở trống là hết rồi hả? Rồi vậy là, ủa ngày hôm qua hình như gì có để hai đôi này là trên đó có không? Ông mà trước có không? Rồi 37 là Thanh hết rồi mấy chị ơi, 37 Thanh hết rồi nha. Luân Chan ơi, 37 Thanh hết nè. Rồi 37 Thanh hết là hai cục vàng ơi, Luân Chan nè, Phương Nguyễn là Thanh hết rồi. Thanh hết rồi nha. Bây giờ Thanh còn 35, 36, 38, 39. Đôn sai xíu đi lấy 38 được không? 37 mình lên 38 được không? Chứ 37, 33, 37 là Thanh hết rồi. Không, cái đó 85 ngàn không được. Đây nè mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị. Cái này Thanh chưa cột dây nha mấy chị, chưa cột dây lại nha. Ở ví dụ mấy chị mang 37, mấy chị mua 38 được. Hả? Thanh còn 35, 36, 38, 39 hết 37 rồi mấy chị. Nha, giày mình có thể đôn sai. Chứ còn mình sụt sai xuống là không được nha. Lấy cho một đôi 38 rồi ok nè, Bình Võ Thị nè, 85.000. Mấy chị mang 37 mấy chị có thể đôn sai lên nha mấy chị, đôn sai lên được. Giày trắng có 39. À, rồi ok, giày trắng 39 cho bé đi học. Giày trắng 39 ok em. Nè cái này lấy dây đi con ơi, cái đó chưa có dây đó. Rồi 39 là ok Mi Hương nè. Em lấy đôi nữ size 38. À, cái này là hết rồi phải không? Hết rồi. Rồi ok em nè, 85 nè. À, Huỳnh Nam ơi, bây giờ hết 38 luôn rồi. Còn 36 với 39 nha. Còn 36 với 39 anh hết 38 rồi. Hả? Cái gì? Còn bên đây coi gì có để không? Coi ở đó ai ngay dưới kìa. Bên kia à, ngay cái kệ kìa. Ở đó. Còn đôi trắng không? Con nhìn đâu vậy? Dưới cái quần xà lỏng á. Hello Liên Bích, hello chị. Rồi Thanh thông cảm Thanh đây, Thanh hết 38 rồi mấy chị ơi. Bây giờ còn 36 với 39 nè. Còn 36 với 39 nha mấy chị ơi, hết trơn rồi mấy chị ơi. Cái này Thanh bán nhanh dữ lắm luôn, hết trơn. Còn 36, 39, 35, 36, 39 mấy chị thông cảm nhìn Thanh nha. Còn 35, 36, 39 nha mấy chị ơi. 35, 36, 39 Thanh hết 38, hết 37, hết trơn luôn. Đây cái này Thanh xả của khách nè. Xả của khách Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Đó, 39.000 luôn mấy chị. Đôi này là một đôi 95.000, 85.000 Thanh sale cho mấy chị luôn. Đôi này size 36. Size 36 sale cho mấy chị 39.000, mấy chị lên giùm Thanh luôn ha, 36 39k. Đó, cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 36 39.000 nha mấy chị, 36 39.000. Đó, cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn, cái này là Thanh xả của khách nè. 36 39k. Màu bò. Rồi cái này 36 39k luôn, màu da. Nhận giày rồi, đẹp xỉu luôn. Ờ, giày đẹp xỉu luôn hả? Rồi 36, 39 nè. Chốt chị 37. Dạ, em hết 37 rồi chị ơi. 36, 39 ok, Mai Tuyết Lanh nè. 36, 39 ngàn mấy chị ơi.
36 39 ngàn chứ không có 38 ngàn nha Thảo Nguyễn Thị ơi. Dài đẹp xỉu luôn hả? Ủa, cục vàng bữa nay cái mấy cái này còn đẹp xỉu nữa nè. À, mấy cái này còn xỉu nữa nè mấy chị, 85 ngàn. Nghe mấy chị 85 ngàn quá đẹp luôn. À, bò Thảo Nguyễn Thị hả? À, áo trắng treo, áo trắng treo là 140 đó cưng. 140 á, 160 chứ. Cái bánh mì kẹp có nha chị. À, rồi à, bò nè. À, Thảo nè, size 36 nè. Rồi size 36 39 ngàn nè. Cái áo đó là cỡ chị Thanh nè cưng ơi, cỡ 50 mấy ký à. Cỡ 50 mấy ký thôi nha. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị, đôi này size 36 mấy chị. Size 36 nha, size 36 Thanh sale cho mấy chị 85 ngàn, hàng siêu siêu nhẹ luôn mấy chị, siêu nhẹ mà siêu siêu xịn luôn á nha. Cái đôi giày này mấy chị về mấy chị là ưng dữ lắm luôn. Ưng cực kỳ luôn, có giày thể thao nam. Không, có nha Nguyễn Trang ơi, có nha. Rồi đôi này size 36. Size 36 75 ngàn luôn mấy chị. Ủa lộn, 85 ngàn chứ lộn. 85 ngàn, 85 ngàn. 36 85 chị nào lấy chú Kim Thanh luôn, 36 85. Đây đôi này Thanh còn hai đôi nè. Dép bánh mì kẹp có nha chị Liên Bích ơi. Dép bánh mì kẹp chị lấy size bao nhiêu đợi em xíu nha em lên nha. Đưa cây bánh mì kẹp qua cho dì đi. Đây đôi này Thanh sale 85 ngàn luôn nè mấy chị. Mấy chị thấy khách Thanh phản hồi không? Trời ơi giày đẹp xỉu luôn. À, giày đẹp xỉu luôn mấy chị. Là giá cũng đẹp xỉu luôn. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn. Đây đôi giày này là size 38 nè mấy chị. Size 38 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. 38 nha mấy chị, size 38 85 ngàn sale cho mấy chị luôn. Đó, đôi này 85 ngàn size 38 nè. Giày xanh đó không có 42 nha chị. Giày xanh không có size 42 nha. Rồi đôi này size 38 mấy chị, size 38 nha. Trắng 36. Mang hơi chật. 37 là vừa. Dạ em hết rồi chị. Em không có 37, bây giờ em còn 35, 36, 39 thôi. 35, 36, 39 hết 38, hết 37 luôn. Rồi đôi này size 38. Sale cho mấy chị 85 ngàn nha, 85 ngàn. Cái thời điểm này mấy chị mua mấy đôi giày này mấy chị để dành Tết cho con mình mang được nha mấy chị. Đó, mình mang giày thể thao là bữa em đặt hai đôi sandal mà không thấy gọi, chưa đủ đơn, với lại chị lưu trực được hai đôi thôi. Đôi đó có size 39, đôi này có size 39 không ta? Đây đây đây, đây size có size 40 luôn nè. Size 40 luôn nè My Hương. Ở giày có thể đôn size được nha. Có size 40 luôn nè cưng. Có size 40 luôn. Đôi đó có 38 với 40, 39 là mang được luôn. 39 mà mình mua đôi 40 là mình mang được nha. Có giày nữ 39 không hả? Có mà. Nữ 39 đây. Nữ 39 đôi này 85 ngàn nè. À, có đôi nào size 42, 42 có nha. Rồi ok cục vàng nè. Dì bấm là con tháo con bỏ vô nha. Để thôi nó. Đây giày nữ size 39 nè. Chị kẹp thường 35. 35 bánh mì chị không biết mấy vừa. À thường mang 35 hả chị, lên 36 đi. Thì em đặt thêm rồi đi. Chị xả thôi cưng ơi. Không đủ đơn chị lưu được hai like thôi. Chị lưu được hai like thôi nha. Rồi cái này size 39 nè. Nữ size 39 nè Ngọc Tuyền ơi. 85 ngàn. Mấy chị ơi đôi này mấy chị mua là trăm mấy nha. Đó 100 mấy đôi này giày độn luôn nè. Size 39 nha mấy chị, size 39 85 ngàn. Thanh sale cho mấy chị 85 ngàn. Mấy chị mua rẻ bèo gì cũng 120, 130 nha. Rẻ bèo gì cũng 120, 130 thanh cam đoan với mấy chị luôn. Thanh sale cho mấy chị có 85 ngàn. Khách Thanh mua là toàn là khen không mà mấy chị. Rẻ mà đẹp nữa mấy chị. Rồi đôi này size 39 85 ngàn. Mấy chị ơi còn có một đôi, một tới không có đôi thứ hai nữa nha mấy chị. À, màu đen không hả? Màu đen thì Thanh có này nè. Có màu đen nha, có màu đen. Ở Thanh có màu đen nha. Hồi nãy Cương kêu dép nữ, giày nữ màu trắng, chị lên màu trắng thôi, hỏi có màu nào nữa không? Đây
rồi đen nè mấy chị, 85.000. Đây 85.000 thanh có size 37 nè mấy chị. Cái này hình như nè. Rồi ok Hiệp Sơn nè, lên số điện thoại đi mấy chị ơi. Mấy chị lên số điện thoại giùm Thanh đi nha. Lên số điện thoại giùm Thanh đi. 39 thanh hết rồi nha Nam Đông ơi. 39 thanh hết rồi, màu trắng nó thanh hết 39 rồi. Chị nào mà bốc nhanh thì còn chậm là hết mấy chị. Đây đôi này size 37. Ê cái hàng này là hàng đẹp nè, chứ không phải hàng rẻ đâu. Đây đôi này, tại vì lúc đó tụi con vô bươi bán á, rồi cái để ra ngoài cái gì không biết, cái gì vô gì sắp lại, cái gì rất lộn xộn luôn. Đó đôi này xanh theo luôn, 85.000 luôn mấy chị, 85.000 nha. Đó chị nào thích đen thì lấy cái này, size 37 nè. Cái này Thanh có size 37, 38, 37, 38, 36, 678, 678 nha. Đây Thanh có 678, chắc có size 39 luôn đó mấy chị. Cái này chắc Thanh có size 39 luôn nè. Size đâu? Cái này có size 36, 37. Nha, hello Tha Quách. Cái đôi màu đen này à. Cái đôi màu đen này nó có size 39 nữa nè mấy chị. 36, 37, 38, 39 luôn nè mấy chị. Em hai bé, chị tìm cho em một đôi nữa chị. Hai bé hả? Giờ em chốt chậm mới khách lấy mất tiêu rồi. Đồ nhà chị Thanh mặc xinh lắm. Ừ chị cảm ơn cô nha. Đây rồi size 39 Thanh còn một đôi nè. Màu đen nè. Rồi đây size 38 nè. Rồi Thanh có 36, 37, 38. 36, 37, 38 nha mấy chị. 39 còn có 1 đôi thôi. Rồi 39 màu đen còn có 1 đôi thôi mấy chị. 39 màu đen nè, 85.000 có 1 đôi nha. Đôi màu đen này Thanh có 35, 36, 37, 38, 39. 39 còn một đôi mấy chị. 39 còn một đôi nha, 85.000. 85.000 nha. Có dài bé size 20 không? Không, bây giờ Thanh lên từ từ đi mấy chị ơi. Lên từ từ đi ha. Mấy chị kêu Thanh lấy là Thanh lấy ra là lấy mất thời gian lắm nha. Rồi đôi màu đen có size 39 nè mấy chị. Size 39 chị nào lấy chút mình Thanh luôn. À, đôi màu đen Thanh có 35, 36, 37, 38, 39 luôn nha mấy chị. 35, 36, 37, 38, 39, 85 ngàn. Đôi này là trăm mấy không mấy chị? Một trăm mấy đó nha. Rồi đôi này size 36 mấy chị, 39 ngàn luôn. 39 ngàn size 36. Chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. 36, 39k đôi này là đôi, đôi này là 75 ngàn mấy chị. Thanh sale 39 ngàn luôn. Mấy chị chốt tùm Thanh là 36, 39k màu xanh. Cái đôi màu trắng đó nãy chị hết rồi. Đây vậy nè. Cưng ơi cưng đặt lại cưng cọc giùm chị đi ha. Cọc giùm chị đi. Rồi đôi này là đôi giày của bé nha mấy chị, size 32 mấy chị. Size 32 Thanh sale cho mấy chị 55.000. Nha, 55.000 cái đôi này mấy chị mua cho bé Tết mang được mấy chị. Đó, mua cái này cho bé Tết mang khỏi mà Tết mình khỏi mua. Đôi này Thanh sale cho mấy chị 55.000 luôn, size 32 nha. Size 32 cái này là nó bằng thun cho nên là bé khỏi có cột gì hết nha. Rất là dễ mang. À đơn trên 100.000 có xăng đan không, xăng đan gì thì đợi chị lên xíu đi ha cưng. Rồi đôi này là size 32 Thanh sale cho mấy chị 55.000 nha. 55.000 size 32. Có ba tay trắng không? Ba tay trắng chỉ còn cái này thôi. Đây ba tay trắng thì chỉ còn mẫu này thôi nè. Ở mẫu này là ba tay trắng nè, chị Thanh còn 35 36. 35 36. Rồi cái đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Đồ đẹp quá mấy chị ơi. Đôi này là size 42 mấy chị. Size 42 85.000. Trời đẹp xỉu, cái đôi này đẹp xỉu luôn mấy chị, nhìn nè. Đó, Thanh đưa gần cho mấy chị coi nha. Đó, đôi này là size 42. Chị nhìn cái chữ nè. Thấy không? Size 42 nè.
Bữa trước đi đơn chưa? Dạ đi rồi đấy chị Bình Võ Thị ơi. Đôi này size 42 85 ngàn. Hồi nãy ai kiếm size 42 nè. Size 42 85 ngàn nha. Còn một đôi duy nhất. Còn một đôi duy nhất size 42 85 ngàn. Cục vàng nào lấy chốt dùm Thanh luôn. 42 85 ngàn. Đôi đó là mấy chị mua tầm 160 180. Đôi 42 đó đó, size 42 đó mấy chị mua tầm 160 180 chứ không có rẻ đâu. Đâu rồi bánh này kẹp đâu rồi. Ngọc Tuyền ơi, 42 đó là nam nữ đều mang được nha. Nói chung là giày thể thao nam nữ đều mang được. Nam nữ đều mang được cưng. Đây nè, bánh mì kẹp nè, hồi nãy chị nào hỏi nè. Bánh mì kẹp nha, size 36, chân 36 và chân 36 là mang 36 37 đều mang được, 35 cũng mang được luôn. Đôi này thanh sale cho mấy chị luôn. 49.000 nha mấy chị ơi. 49.000, đôi này mắc hơn đôi của hổng. Đế cao. Đôi này. Rồi ok Nam Đông nè, 42 85k nè, lên số điện thoại giùm Thanh đi Nam Đông ơi, lên. Ê con khỏi khỏi con in cái số điện thoại Nam Đông lại đi. Hồi nãy đưa có đó. Rồi 42 85.000 chốt cho Nam Đông nè. Lưu đi. Rồi đôi này thanh sale cho mấy chị luôn nè, 49.000 nha, đôi kẹp bánh mì nè. À, đôi này là mấy chị mua 95.000 nha mấy chị. 95.000 một đôi thanh sale cho mấy chị luôn. Đôi này Thanh có size nhỏ, size từ 36 tới size 40 nha. 36 tới 40 nha mấy chị nha, 36 tới 40 nè. Chị Liên ấy ơi, Liên Bích ơi. Cái đôi này là chị mang vừa nè, lấy em 38 bánh mì kẹp. Rồi ok em, 38 bánh mì kẹp, chị lấy màu ngẫu nhiên nha. Lấy màu ngẫu nhiên nha cưng ơi. Đâu rồi, size nằm đâu. 40 nè. 38 nằm đâu trời. Đây 38, 38 thì có này. Bánh mì 49k size 36. Đôi này là mấy chị mua 95.000 đó mấy chị. Thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi. Rồi Thảo Nguyễn Thị nè, size 36 49k nè. Thì chốt cho em cái gì trắng 39 cho em nha. Trắng 39 chị hết rồi cục vàng ơi. Trắng 39 chị hết rồi. Rồi đôi này Thanh còn size 36 nè mấy chị, 36 nè nha. 36 nè. Rồi ok Phương Nguyễn nè, 36 49.000 nè, kẹp bánh mì ok chị Quỳnh Đan Si 40 nè. Thanh lấy màu ngẫu nhiên cho mấy chị nha. Tại vì cái bánh mì á, dép này á là nó lộn xộn màu chứ nó không có một màu giống như dép xịn nha mấy chị. Rồi 40 nè chị Quỳnh Đan Si nè. Lấy em đôi kẹp 40 ok Mi Hương nè. Đôi này là kẹp nó đế nó cao xíu, nó mắc hơn bữa hổm nhưng mà Thanh bán giá bằng bữa hổm luôn nha. Rồi mấy chị lên kẹp, dạ kẹp mấy chị lên giùm Thanh là kẹp nha. Đó rồi kẹp mấy chị lên giùm Thanh là kẹp 49.000 kèm size giùm Thanh. Ủa hết trơn hả, mau dữ vậy trời. Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha. Kẹp kẹp này đẹp lắm mấy chị ơi. Kẹp này đẹp dữ lắm mấy chị nha. Thanh bảo đảm với mấy chị, mang cái này tới Tết còn chưa đứt nữa mấy chị. Nè. Trời ơi nó đẹp như mấy chị. Đây đôi kẹp bánh mì nè mấy chị, người ta bán rẻ bèo gì cũng 70.000. Đó Thanh khẳng định với mấy chị là người ta bán rẻ bèo gì cũng 70.000, Thanh bán cho mấy chị có 49.000 thôi. Đó có 49.000 một đôi. Đó rất là đẹp luôn mà nó làm sắc sảo chưa mấy chị. Thanh có size 36 tới 40 nha mấy chị, 36, 37, 38, 39, 40. Lấy màu ngẫu nhiên nha mấy chị, chọn lấy màu ngẫu nhiên không có được chọn nha mấy chị ơi. 49.000 một đôi. Màu nào cũng đẹp hết trơn á, màu nào cũng đẹp hết trơn á, lấy size thôi, không có chọn màu nha mấy chị. Thanh sẽ lên lấy màu cho mấy chị màu ngẫu nhiên. Đây nó có màu gì nè. Mấy cái dép này nó có mấy cái màu này, Thanh sẽ lấy màu ngẫu nhiên cho mấy chị. Đây cái này Thanh còn hai đôi nè. Rồi 37 nè, Thanh Bình Dương nè. Thanh Bình Dương ơi, ngày hôm qua cái đơn của cưng là chị đi rồi đó. Ngày hôm qua chị đi cho cưng rồi đó. Đừng lấy xanh lá.
Rồi ok em, trời ơi, dép mà màu nào cũng đẹp hết trơn á. Càng sặc sỡ thì nó càng lâu cũ nha mấy chị, càng sặc sỡ thì nó càng lâu cũ. Đây mấy chị, đôi này Thanh bán cho mấy chị 39.000. 39.000, 39.000 mấy chị. Đây đôi này mấy chị mang là không sợ nước, không sợ gì hết trơn nha mấy chị. À, đôi này là size 36. Size 36 nha, size 36 Thanh sale cho mấy chị 39.000. À, đôi này rất là đẹp luôn, mấy chị mang là không sợ bị bong chóc gì hết ha. Mang đi chợ rồi mang đi làm, mang ở nhà, mang đi lao động gì cũng được hết trơn. Rồi đôi này size 36 Thanh sale cho mấy chị đôi này 39.000. Chốt giùm Thanh là 36, 39k. Hơi chật xíu hả? Bởi vì Thanh mới kêu là mua là đôn size lên đi. Giày là mua đôn size lên xíu, tại vì giày nó không có như dép. Giày là nó không có như dép. Để mang đi, mang đi cỡ mang từ từ nó giãn ra xíu. 36, 39 ok bảo thục nè. Rồi Thanh còn đôi 37 màu đen nha mấy chị. Thanh còn một đôi 37 màu đen nha. Đây còn một đôi 37 màu đen nè mấy chị. Đó, size 37 màu đen 39.000. 37 màu đen 39.000 nha mấy chị. Còn một đôi size 37 màu đen. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn 37 đen 39.000 luôn. Rồi lên giùm Thanh là 37 đen 39.000. Rồi dép kẹp, chị nào lấy kẹp nữa không? Đây dép kẹp nè mấy chị. Đôi này là size 40 nè. Ở đôi này lấy em màu khác đi, lấy em màu khác đi là sao? Đây rồi cái này là Thanh nè, trùng màu chứ đi chị, chứ trùng màu. Rồi đôi này nè, rồi 37, 39 ok thu thu nè. Rồi mấy chị ơi, cái đôi kẹp này Thanh size 40 nè mấy chị, 49.000 nha. 49.000 size 40, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn, kẹp 49.000 size 40 nè mấy chị. Ở lên giùm Thanh luôn ha, kẹp này Thanh có đủ size. Chị tìm em hai đôi, hai đôi giày trắng size 39. Size 39 size 40 hả? Bây giờ giày trắng size 39 40 chị còn loại trăm mấy thôi mà, chị hết loại rẻ rồi cưng ơi. Dép đó có size lớn nữa không? 40 41 là hết lớn rồi. 40 41 là hết lớn nha. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Rồi hiệp sơn nè, kẹp 39 nè. 39 Thanh lấy màu khác nha, chứ Thanh không có màu đó đâu. 39 là Thanh lấy màu khác nha. Này 39 mang rộng không trời. 40 đi vô kho lấy đi, kẹp 39 nè, cầm đi vô chổng lấy rồi bỏ vô luôn. Rồi đôi này màu đen nè mấy chị. À, đôi này màu đen nè, màu đen đôi này là size 40 nè, size 40 nha. Thanh nghĩ đôi này size 39 chắc cũng mang được, tại vì nó đôn size á mấy chị. Ở đôi màu đen nè, đôi màu đen nè nó để 40 nhưng mà Thanh nghĩ là 39 chắc cũng mang được nha. À, kẹp có màu tối không? Kẹp chỉ có màu đen á cưng. Lấy em hai đôi size 41 nha. Rồi ok nè, Nhiên Huỳnh nè, chị để đơn đó tối em chốt thêm gửi rồi nha, giờ đón cháu. Rồi ok cục vàng. Rồi lấy hai đôi kẹp này có màu tối á cưng, có màu tối nha. Rồi hai đôi cho Nhiên Huỳnh nè, đen 38. Rồi ok em. Phúc ơi, Phúc ơi, cho bán con ơi. Rồi đen 38 ok bảo thục nè. Lấy hai đôi dép rồi ok em. Rồi đợi chị xíu nha con. Rồi chị lấy cho con hai đôi rồi. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị nè, 35.000.
cái đôi này 35.000 mấy chị. Sale cho mấy chị 35.000 đôi này size 40 nè. Ở size 40 sale cho mấy chị 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Đôi này Thanh có size 40, size 38 nè. Size 37 nè. Ở đôi này Thanh còn 3 đôi nha, 3 size. 37, 38, 40 nha, 37, 38, 40, 35.000. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn, cái này dép mũ nha mấy chị. Ở đôi màu tím nha, đôi màu tím Thanh có size 37, 38, 40. Rồi đôi màu xanh Thanh có 40, 39 nha. Đôi màu xanh Thanh có 39, 40. Ở đôi này Thanh sale cho mấy chị 35.000 thôi. Mấy chị lấy thì chốt cùng Thanh luôn ha. Dép quay ngang, dép nguyên hình, dép quay ngang. Ủa em lấy quay ngang chứ không phải lấy quay kẹp hả? Nhiên Huỳnh lấy quay ngang chứ không phải quay kẹp hả? 37, 35 ok Thanh Bình Dương. Cưng lấy quay ngang ha chứ không phải quay kẹp phải không? Có không? Có đôi, coi đôi màu đen đó size mấy nhỉ? Ê đôi này size 36 nữa mấy chị. Có đôi size 36 nè, 35.000 nè. 36, 35.000. Ờ lấy 37, 38 hả? Ờ lấy cho Bảo Thục đi. Đổi lại cái đôi kia, đổi đôi màu đen đó lại. 37, 38, 35, 2 màu. Rồi 37, 38, 25, 35. 2 màu hả? 37, 38. Rồi cái này. Rồi Thanh Bình Dương à. Ổn 36 35 luôn hả? Rồi 36 35 Thanh Bình Dương luôn. Rồi cái đôi này Thanh sale cho mấy chị 45.000 luôn. Đơn em đi chưa? Nguyễn Tấn Giàu. Con chốt hay gì chốt ta? Gọi không được. Nguyễn Tấn Giàu như gọi cho cưng hổng được á. Ủa Nguyễn Tấn Giàu là gửi gọi mà gửi không được thì cảnh nó nhớ bà láp bà xàm không trời. 38 màu xanh, 37 màu màu tím. Ừ rồi chị biết rồi, mẹ đăng like nè. Rồi đôi này là size 40 mấy chị, sale cho mấy chị 45.000 luôn. 45.000. À rồi con ra đó con cho anh Phúc like đi. Đây đôi này Thanh sale cho mấy chị 45.000 nha, đôi này size 40 nè. Mấy giá anh hay không? Dạ đôi màu kem với màu đen. Nãy chị đưa lên đó. Rồi rồi chị lấy cho cưng rồi. Hello em. Rồi đôi này size 40 nè. Size 40 nha, size 40. Ủa Phúc đi đâu kìa, dạ Phúc lấy kẹo cho. Size 40, 45.000. Hai mẹ vậy? Ờ, à, hai mẹ luôn á. Rồi đôi này là size 38 nè. Mẹ hai mẹ vậy? Ờ, à, size 38, 45.000 luôn. Mẹ hai mẹ vậy? Ừ, à, hai mẹ luôn. Tiếp tốt rồi. Rồi size 38 màu xanh nha mấy chị. Size 38 màu xanh nè, 45.000 mấy chị. Cái này Thanh còn 3 đôi. Còn 3 đôi Thanh sale hết luôn. Size 38 màu vàng, 38 màu xanh, 40 màu đỏ nha. Đó, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Đôi sụp bánh mì nha, sụp bánh mì 45.000. Rồi lên cái giày này mấy chị ơi. Đây đôi này 290 Thanh sale cho mấy chị 120 luôn nè. 290 Thanh sale 120 mấy chị, đẹp chưa? Đôi này là size 30, size 38 nha mấy chị. Đây size 38 nè, siêu nhẹ luôn nha mấy chị. Đôi này siêu nhẹ luôn. Kẹp bánh mì giá nhiêu? Kẹp bánh mì là 49.000. Kẹp bánh mì là 49.000. Ê cảnh này cái Diệu Phương này là Diệu Phương, cái chai nước hoa đó là Diệu Phương chung với Ngọc Trâm rồi đó. À đó có hai Diệu Phương, một Diệu Phương với Diệu Nguyên. Cái chai dừa thơm đây nè. Không mua hả? Rồi đôi này size 38 120. Mấy chị siêu nhẹ luôn, hàng 290 390 vậy nè. Mấy chị mua là cỡ 300 mấy một đôi nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị có 120 thôi, size 38.
Chị nào lấy chốt Đồng Thanh luôn, size 38 120. Mang rất đẹp luôn. Rồi đôi này là size size 38 luôn. Đây đôi này là đôi nai mấy chị, đôi nai size 38, đôi này thanh sale cho mấy chị 85.000. Chị đôi màu hồng với với gì? Đôi màu cái gì đâu rồi? Đôi màu hồng với màu trắng hôm trước like còn không để em. Đôi màu hồng màu trắng giờ chị không nhớ đôi nào nữa, không nhớ đôi nào nữa. Đôi nai mấy chị size 38 nè. Sale 85.000 cho mấy chị luôn. Ở đôi này sale cho mấy chị 85.000, đôi này là size 38 nha mấy chị. Size 38. 38 85.000, đôi này có chân ở ngoài chưa ta? Nhà bỏ con đôi ra ngoài. Đôi đó là size 38 85.000, đôi nai á mấy chị, nai 38 85 mấy chị lên giùm Thanh luôn. Cái đôi nào chị cũng không nhớ nữa. Đôi nào chị không nhớ nữa. Đây đôi này còn 2 đôi mấy chị. Còn 2 đôi 49.000. Ở mấy chị đôi này Thanh bán 120 đó mấy chị. Chính rẻ bèo thì cũng 90 95.000 bên Thanh sale cho mấy chị luôn 49.000 thôi. 49.000 Thanh còn 2 đôi nè. À rồi ok Casu nè. 38.120 lên số điện thoại giùm Thanh luôn Casu ơi. Cái này là hàng full hộp luôn nha mấy chị. Cái này hàng full hộp luôn, siêu nhẹ, mấy chị nhận hàng không đẹp mấy chị trả gì cho Thanh nha. Đó Thanh bán cam kết cam đoan mấy chị luôn. Ở đôi màu hồng đó là hình như Thanh còn một đôi á. Đôi màu hồng đó hình như Thanh còn một đôi nha mấy chị. Dép bánh mì màu màu hồng, màu trắng 49k hôm trước chị like đó. À là cưng lấy size bao nhiêu? Lấy size bao nhiêu? Lấy size bao nhiêu chị lấy cho. Rồi đôi này là 49.000 mấy chị, Thanh còn size 38 với size 40 nha. Còn 2 đôi mấy chị sale cho mấy chị 49.000 luôn. 49.000. Rồi cảm ơn Casu luôn. Đôi này 49.000, Thanh còn 2 đôi size 38 với 40 nha. 38 40 còn 2 đôi, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Rồi đôi này là size 39 mấy chị. Size 39 nha, size 39 đôi này 120 nè. À 120 nha mấy chị, đôi này rất là đẹp luôn mấy chị nhìn nè. Hàng full hộp luôn nha mấy chị, hàng full hộp luôn. 37 38 hai đôi là cái đôi đế hồng á con. 37 38 hai đôi, một dép bánh mì kẹp. Dép bánh mì kẹp size 40, một dép 35 size 39. Rồi ok Diệu Phương nè. 35 size 39 nè. 35 size 39. Hai đôi nè. Dép bánh dép kẹp size 40 lấy cho gì đôi dép kẹp luôn ha. Rồi 49.000 hai đôi nè. Rồi ok em, dép size 40 49k. Size 40 49k hiệp sơn nè. Đây size 40 49k. À một kẹp nè, kẹp 49.000. Dép 35.000. Dép bánh mì 49k màu trắng với hồng hôm trước. Rồi chị lấy cho cưng rồi đó nha, chị lấy cho cưng rồi. Rồi mấy chị, đôi này 120 nha mấy chị. Đôi giày này size 39, Thanh sale cho mấy chị 120, hàng full hộp nha mấy chị ơi. Rồi có Diệu Phương, Diệu Phương có hỏi mình như cưng còn chai nước hoa nữa đó. Rồi cái đôi này Thanh còn size 38 nha mấy chị. 38 49.000 còn một đôi mấy chị.
dép xong rồi Thanh sẽ sale tới quần áo nha mấy chị. Đây mấy chị, đôi này cũng 49.000 nè. À, chị lên dép 39k hồi nãy lại đi rồi, ok chị lên liền. Ủa Nhiên Huỳnh ơi, vậy là hồi nãy hai đôi dép mũ, hai đôi dép kẹp đó là cưng lấy phải không? Dép kẹp bánh mì á, hồi nãy là lấy hai đôi rồi ha. Rồi ok Thanh Bình Dương nè, 3849, đôi này đẹp lắm cưng ơi. Là hồi nãy là hai đôi dép kẹp hồi nãy là cưng lấy rồi phải không? Đây đôi này size 30, size 37 nè. À Cảnh ơi, cái chai nước hoa lấy vô cho Diệu Phương đi con. Chai nước hoa gì còn để đây nè, chai Lancôme á. Đây rồi, đôi này 49.000 mấy chị, 49.000, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Đôi này là size 37 nè. Ở mấy chị lên giùm Thanh là 37-49k. Đẹp quá trời mấy chị, mấy đôi này mang siêu hot luôn, đang hot luôn mấy chị. 37-49.000. Còn Rin Nam còn nha, Rin Nam Thanh còn nha. Không có thì lấy cho ai đại đi, đầy lắm. Không chị gì là bỏ ra phải không? Rồi đôi này là size 37 nha mấy chị. 37-37, Thanh có đôi này à. Ê, đâu có Nguyễn Tấn Dạo ở đây nữa vậy trời. Nguyễn Tấn Dạo ơi, à, tiền ship bên à, tiền ship bên Mỹ bao nhiêu vậy chị? Ship bên Mỹ à, không biết cưng ơi. Giờ không có biết, chị không biết đâu, để gửi đi mới biết. Mà chị không có ship Mỹ nha cưng. 3749 nè. Rồi ok nè, Thanh Bình Dương nè. Rồi Trần Cẩm Đáo nè, 3749 nè. Ôi, 3749 là gì, mới cầm đôi màu trắng thôi ta. Rồi 3749 là lấy cho gì đôi màu trắng 3749 nữa đi. Rồi Thạch Nga Phương 3749. Rồi Hiền Hiền nè 3749. Mấy chị ơi, Thanh lấy màu ngẫu nhiên nha mấy chị, được không? Thanh lấy màu ngẫu nhiên cho mấy chị được không? Thanh còn màu đen nữa nè mấy chị, con lấy luôn đi, con khổ ra con lấy luôn đi. 37 Thanh còn màu hồng, lấy màu ngẫu nhiên được không mấy chị ơi? Áo hấp đi còn nha Phạm Tài ơi. Đây rồi, 36 màu đen mấy chị. 36 màu đen nha, 36 màu đen. Mấy chị lấy màu ngẫu nhiên được không? Chứ mấy chị lấy màu trắng là Thanh không biết còn không nha. Tại vì cái dép mũ này á, dép bánh mì là nó pha màu mấy chị. Mỗi một size là một màu, chứ nó không có mà không có một màu đâu nha. Rồi Hiền Hiền nè, 37 Thanh lấy màu ngẫu nhiên được không? Trần Cẩm Đáo luôn nè, Thanh lấy màu ngẫu nhiên được không mấy chị? Rồi 39 đây nè, size 39 nè. Đó, 37 Thanh còn màu hồng nha. Mấy chị ok cái đi để Thanh chốt mấy chị nha. 37 Thanh còn màu hồng. À, màu trắng hả? Rồi để ghi vô chữ trắng đi. Đừng lấy nữa con, tao kiếm màu trắng nè. Em lấy màu trắng. Rồi ba người màu trắng hết nè. Rồi có gì Thanh vô kho Thanh lấy cho. Rồi bây giờ Thanh còn 39 màu hồng nè. Rồi chị lấy cho cưng rồi. Đây 39 màu hồng mấy chị. Màu hồng 39-49 ngàn. Đôi này màu hồng nè. Màu hồng size 39 nha. Màu hồng size 39 nè. Màu hồng size 37 nè. Đó, màu hồng size 37 nha mấy chị. Màu hồng size 37. Còn màu trắng lấy em. Rồi chị lấy màu trắng cho. À, rồi bà Nguyễn Trần Cẩm Đáo. Đâu rồi? Trần Cẩm Đáo nè. Rồi lấy màu hồng ha. Hồng đẹp mà. Hồng 37 nè, Trần Cẩm Đáo nè. Rồi đó, chị nào lấy thì chốt cùng Thanh luôn đi. Đây Thanh có size 37 màu hồng mấy chị. Nè đẹp chưa? Đó, rất là đẹp luôn. Nè mấy chị ha. Màu hồng đẹp vô cùng luôn, thấy chưa? Size 37 màu hồng. Có 49.000 thôi. Có 49.000 thôi nha mấy chị. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị 39.000 size 37. Của cái gì Nhiên Huỳnh xả ra đi.
Size 37, size 37 nha mấy chị. Size 37 dép này một đôi là 90.000, thanh sale cho mấy chị luôn 39.000. 39.000 nha, 39.000. Đôi này là size 37. Thanh còn size 37, size 38. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Đây còn hai đôi 37, 38. 39.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Size 37, size 38, 39.000. Rồi hồng 37 nè, ok, thanh Bình Dương nè. Ủa đâu rồi, con dẹp đâu rồi? Rồi đôi này size 37, size 38 nha. Sale cho mấy chị luôn 39.000, chị nào lấy chốt âm thanh luôn 37, 38, 39.000. Gót 5 phân hồi nãy có ăn đâu rồi con. Đây đôi này Thanh cũng sale cho mấy chị 39.000 luôn nè. Mấy chị chia sẻ like em Thanh nha mấy chị. Đó 39.000 luôn. Cái này là cái này khoảng cái này khoảng 3-4 phân á. 3-4 phân nha, Thanh sale cho mấy chị đủ size 36 tới size 39 nha mấy chị. 40 luôn, 36 tới 40 mấy chị. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn 39.000. 39.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Đen mấy chị lên giùm Thanh là mã đen. Kèm size kèm giá tiền luôn nha mấy chị. Thanh có size từ 36 tới 40 nha mấy chị. Màu đen này Thanh sale cho mấy chị 39.000. Đây cái này là gót một xíu nè. Gót này vào khoảng 4 phân, 5 phân gì đó. Thanh cũng không rành mấy cái vụ này. À, đôi này là màu đen 39.000. Size từ 36 tới 40. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn màu đen nha. Lên giùm Thanh là mã đen. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Size này size 39. Thanh còn hai đôi size 39 Thanh sale luôn cho mấy chị. Đôi này sale đen 39K38. Rồi ok em. Thanh Bình Dương nè. Rồi đôi này Thanh sale 35.000 cho mấy chị luôn nè. Thanh còn hai đôi size 39 nha mấy chị. Còn hai đôi size 39 Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000. Mấy chị lấy chốt giùm Thanh luôn 39-35k. Còn hai đôi nha mấy chị. Còn hai đôi sale rẻ luôn 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Nè sắp vô bỏ cột lại chồng qua anh đó cho nó gọn đi con. Rồi đôi này còn hai đôi 39 nha, sale cho mấy chị luôn 35.000. Rồi đôi này được kẹp nè. Đôi này bán cho mấy chị 45.000 thôi. 45.000 đôi này size 39. À, đôi kẹp nè mấy chị, kẹp vàng nha. Mấy chị lên Thanh là kẹp vàng. Thanh có size 38, 39 mấy chị. 45.000 nha, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Cái này Thanh còn 3 đôi. Còn 3 đôi nha, chị nào lấy chốt âm thanh luôn 45.000. Còn size 38, 39. size 39. Lấy làm gì đôi 35k đôi kia. Rồi ok Nhung Bùi lên số điện thoại nè. Nhung Bùi lên số điện thoại giùm Thanh ha. Mấy chị khách mới, mấy chị mua đồ, mấy chị cho Thanh số điện thoại đi mấy chị. Mấy chị mới vô mua đồ của Thanh lần đầu mà. Một đôi 35k size 37 không cưng, chị hết size 37 rồi, chị còn hai đôi size 39 nè. Rồi đôi này là size 38, size 39 45.000 đôi kẹp nha mấy chị. Mấy chị lên giùm Thanh là kẹp. Quần jean nam cái nhiêu hả? Quần jean nam cái 120. Nhưng bây giờ chị Thanh còn quần jean rách thôi. Quần jean rách thôi nha. Kẹp vàng 39 45.000 ok thạch nè. Thạch Nga Phương nè. Rồi còn hai đôi, cái này còn hai đôi nè.
Có size 30 không hả? Có size 30 nhưng mà nó rách không, còn quần rách rách không mà nghe, quần hỏng rách là thanh hết rồi. Quần hỏng rách anh còn loại 190 với 200 mấy không à. Đây đôi này sale cho mấy chị luôn 39.000 luôn mấy chị. 39.000, 39.000. Ồ đẹp quá nè. Cái này là nó pha màu nha mấy chị ơi, mỗi một size là một màu nha. Mỗi một size là một màu. Đây đôi này size 37 nè. Quá đẹp luôn mấy chị. Size 37, 39.000. À, em nhận hàng rồi, đẹp. Chị ơi, ừ chị cảm ơn cục vàng nha. Size 37, 39.000 mấy chị, đẹp chưa? À, rất là đẹp luôn. Mấy đôi này là 70.000 đó mấy chị. Thanh bán cho mấy chị lúc nào Thanh cũng bán rẻ hết trơn á. Rồi đôi này size 37. Nói chung là mỗi một size là một màu nha mấy chị ơi. Mỗi một size là một màu nha. Rồi 37, 39.000. Chốt cầm Thanh luôn 37, 39k. Rồi size 39 nè, size 39, 39k. Rồi size 40 nè, size 40 nè, 39k nè. Rồi size 36 nè, 39k nè. Size 38 nè, 39k. Đó, Thanh lên size là mấy chị nhìn cái màu rồi mấy chị biết ha. Đó, mấy chị đó, Thanh có như màu nào là size đó đó. Mấy chị lấy màu, mấy chị cứ chốt size thôi, Thanh lấy cho. Đó, Thanh đưa lên màu nào là có cái size Thanh cũng nói luôn. Đôi này Thanh sale cho mấy chị 39.000 nha, mấy chị mua lẻ là 70.000, sale cho mấy chị có 39.000 thôi. À, Nguyễn Trung đơn em chưa đi nha. Rồi bây giờ Thanh sẽ qua cái áo khoác này. Áo khoác này Thanh sale cho mấy chị 45.000. Áo này là từ 60kg đổ lại nha mấy chị. 60kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị 38, 39, ok Thanh Bình Dương nè. Lấy dùm gì đi, size 38, 39.000. Rồi áo khoác này 45.000 mấy chị, 60kg nha. À, 60kg, chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. 60kg, 45.000. À, áo khoác này là áo khoác nỉ nha mấy chị. Áo khoác nỉ có dây kéo nha. Sale cho mấy chị cái áo khoác này 45.000. Chị nào lấy chốt cầm Thanh là khoác 45.000 mấy chị, khoác 45.000 nha. Đây quần này là xả của khách nè, mua cho cố xác vô, mua cho cố xác vô rồi không có tiền lấy. Rồi cái quần này sale cho mấy chị luôn, quần này Thanh bán một cái 80.000, bây giờ Thanh sale cho mấy chị 35.000 mấy chị. 35.000 quần này là 60kg đổ lại. Lấy đen, đen 36, 39k. Rồi ok kim chinh nè, đen 36, 39k nè. Chị hôm qua em mua à, cái gì à, 8 bộ bé 8kg có không? Có nha cưng, có nhưng mà chị chưa soạn á. Rồi ok kim chinh nè, áo hấp đi bé trai 40kg. Có nha. Rồi cái quần này 35.000, 60kg đổ lại mấy chị. 60kg đổ lại, quần này là da cá nha. Quần này là chất là da cá nha mấy chị. Rồi sale cho mấy chị cái này à. Phúc ơi, đi mua cơm đi, chở nó theo đi mua cơm đi con. Đơn chị đi chưa? Dạ đơn của chị đi rồi đó chị Liên ơi. Đơn chị đi rồi đó. Rồi cái quần này Thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000 Thanh có quần dài nè, quần lửng nè. Đó, quần dài quần lửng nha mấy chị. Rồi con về con đút cho nó luôn. Hai anh em ăn là tự đút luôn. Rồi cái quần này sale cho mấy chị 25.000. À, 25.000, 25.000 mấy chị. Quần này sale cho mấy chị 25.000 nè. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Quần này là quần thể thao 50kg đổ lại. Sale cho mấy chị quần này 25.000. Rồi cái quần xà lõn nam. Quần xà lõn nam này 65kg sale cho mấy chị luôn. Ở quê á chị. Rồi Huỳnh Như Kiều nè, quần 25 nè, có bộ nam đùi 60kg có nha. Rồi quần nè, quần Huỳnh Như Kiều nè. Nè bỏ miếng giấy này vô chổng luôn để gì soạn sao. Đây rồi cái này 25.000 luôn cái quần xà lõn nam nha mấy chị. 25.000, 25.000 cái quần xà lõn nam này 65kg đổ lại nha. Thanh sale cho mấy chị quần xà lõn nam, quần đùi nam á mấy chị, quần đùi nam 25.000 một cái. Đó, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn ha, đùi nam 25.000.
cho Trần Diệp á con. Nói cái dây kéo nó đè, chắc cái shipper nó đè gãy. Cái gì cũng ngắt, hỏi nói gì cũng ngắt. Đặng Thị Thúy nè, quần 25k nè. Chết rồi, chị lên thành phố rồi. Bữa chị kêu em gửi quê mà. Bữa chị kêu em gửi quê, em đâu có biết đâu. Ủa sao nó chưa giao nữa ta? À, nó đi chậm. Con hỏi nó túi đó túi tặng phải không? Hình như là cuối túi tặng mà. Qua quần 25.000. Rồi chị đang chát rồi đó. Chị có quần ống le không? Ống le có nha, nhưng mà giờ chị thanh lên từ từ đi mấy nghe mấy cục vàng ơi. Rồi quần 25.000 thanh còn nè. Ủa Đặng Thị Thúy ai, quần 25 là quần dài hay là quần xà lỏng nam? Quên hỏi nữa. Quần 25 là quần xà lỏng nam hay là quần dài? Em nói thứ bảy chị về lấy. Dạ có gì thì nó gọi cho chị cứ nói nó vậy đó ha. Rồi cái bộ đồ này, bộ đồ cho bé mấy chị, bộ cho bé nha. Bộ này 35kg đổ lại nè. Ủa bả mua cái gì vậy con? Trần Diệp á, một dép hả? Một dép, dép gì? À với ba bộ, bộ 50 hả? À, với cái gì nữa? Hai bộ nam 35 hả? Trời ơi trời, mấy cái đó mà chê nữa má ơi. Trời ơi. Rồi cái này thanh sale cho mấy chị luôn nè. 35.000 nha, bộ này 35.000. Trời trời, ba bộ 50.000. Nghĩ sao chê giải cứng ngắc. Má ơi, mua một bộ 50.000 đi cho nó. Em hỏi chị có quần jean ống le rộng không? Chị có nha, quần jean ống le rộng chị có. Bộ này 35.000 mấy chị. 35.000, chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Trời ơi trời, mấy chị ơi, cái bộ đồ này 3 bộ 50.000. Má ơi, nó chê cứng ngắt. Trời ơi là trời, không biết nó mua cái gì được rồi mấy chị. Mấy chị nghĩ 50.000 mà 3 bộ đồ mà nó chê cái này giải cứng ngắt. Chị nào mua rồi thì lên tiếng giùm Thanh coi mấy chị. Đây, chị nào mua cái này rồi lên tiếng giùm Thanh ơi. Bộ đồ này 3 bộ Thanh bán 3 bộ 50.000, nó chê cứng ngắc, không biết nó mua cái gì. Không biết mua cái gì luôn á, mua gì cho mềm á mấy chị. Muốn mềm thì một bộ cả 70-80.000, cả 100.000 thì nó mềm. 3 bộ đồ mà có 50.000, cầm 50.000 mấy chị đi mua khúc giải không biết có chưa nữa. Mà mua cái bộ đồ này mà 3 bộ Thanh bán 3 bộ 50.000, nó chê giải cứng ngắc. Bà cố nội ơi, bà vô đây nghe con nói nè má. 3 bộ 50.000 nó nói nó tin tưởng shop. Là sao? À. Nè đó mấy chị, bộ đồ này Thanh bán 3 bộ 50.000 mà nó chê giải xấu. Mấy chị nghĩ đây, 50.000 mấy chị cầm mua được cái gì mấy chị đó? Mấy chị cầm 500.000 mấy chị mua đồ đẹp. Còn này 3 bộ này 50.000 mà. Mấy chị mua cái này của Thanh nhiều rồi nè, mấy chị góp ý em Thanh coi 3 bộ đồ này 50.000 là nó xấu hay nó đẹp mấy chị? Không phải, không có bom hàng mà mua nó nhận hàng rồi mà nó nói tin tưởng shop mà gửi 3 bộ đồ 50.000 giải xấu cứng ngắc. Trời ơi là trời, mua có 50.000 3 bộ đồ mà chê xấu nữa, không biết mua cái gì đẹp nữa. Trời ơi, bỏ 500.000 ra đi mua 3 bộ đồ là đẹp liền à. Bỏ 500.000 ra mua 3 bộ đồ là đẹp liền rồi mấy chị. 3 bộ đồ này Thanh bán có 50.000 mà nó chê giải cứng xấu quá. Trời ơi trời.
Nè, Thanh đã nói rồi là vải KT 50.000, Thanh sale 50.000 ba bộ. Đây. 50.000 ba bộ mà nó chê. Đây nè, nhắn hoài luôn nè. Con nói gì đang like, con nói chị đang like nè, em vô đi, em vô like đi rồi chị, em nói chuyện, em nói trên like đại mẹ đi, chị đang trên like em đừng nhắn tin nữa. Nói chị đang like nè, em vô em nói đại trên like đi. Đó, em vô em nói cho mọi người cùng nghe luôn. Trời ơi trời, ba bộ đồ 50.000 mà nó chê, nó không có bom hàng. Nó mua của Thanh một lần rồi, lần thứ hai mua này là mua lần thứ hai. Đó, gửi ba bộ đồ này, nó nói ba bộ đồ 50.000, tưởng đâu giải đẹp, ai về đâu giải cứng ngắc. Đó, ba bộ đồ này 50.000, mấy chị nghĩ đi, ai bán cho mấy chị ba bộ này 50.000, mấy chị cầm 50.000, mấy chị mua chỉ được khúc giải thôi, chưa được tiền công nữa mấy chị. Lần sau không, lần sau gì không bán nữa. Rồi ok, Lê Thị Hiền Trang nè. Lần sau nói em mua lần sau chị gửi cho em hàng ok xíu. Bây giờ không bán nữa, giờ mua cũng không bán nữa. Trời ơi, ba bộ 50.000, nhưng mà Thanh nói cho mấy chị nghe, ba bộ này Thanh bán 50.000, nhưng mà shop khác bán cho mấy chị không có này đâu. Người ta bán đồ la ở ngoài chợ, người ta bán là 5 bộ 100 đó mấy chị, không có giá 5 bộ 100 luôn. Thanh cam đoan với mấy chị luôn, không có thằng đồ la, con đồ la nào bán cho mấy chị 5 bộ đền 100 ngàn hết trơn á. Thanh chơi lớn anh bán cho mấy chị 3 bộ 50 ngàn luôn. Kêu Thanh đó là lần sau em mua đồ chị gửi cho em hàng ok xíu, dẹp mẹ đi không bán nữa. Rồi ba bộ đồ 50.000, chị nào lấy chút cùng Thanh luôn ha, ba bộ 50.000. Đó, Thanh bán cho mấy chị ba bộ 50.000. Trời ơi, đồ mà ba bộ 50.000 mà má chê, nó không biết má mua cái gì nữa. Nổi điên không? Má chê giải cứng. Không, cái vải này á là giặt nó sẽ mềm, tại vì cái vải nó lúc đầu nó hơi cứng, vải KT mà. Đó, vải KT là nó hơi cứng, mình giặt là nó mềm mà. Giặt là nó mềm mà, nhưng mà Thanh bảo đảm là Thanh bán giá này là rất là rẻ rồi. Đây rồi, tấm trắng nè. Một bịch 10.000 mấy chị. Nha, tấm trắng Thanh sale cho mấy chị một bịch 10.000, mấy chị chốt từ hai bịch giùm Thanh đi ha. Hai bịch, một bịch là 10.000, hai bịch là 20.000 nha mấy chị. Mấy chị lên giùm Thanh là tấm trắng một bịch 10.000. Trời ơi, Thanh đâu có sợ đâu mấy chị. Trên live mà Thanh bán lỗi, Thanh vẫn nói lỗi, trừ trường hợp đó là ví dụ như nằm trong bọc Thanh chưa có mở ra coi thì Thanh không có biết là nó lỗi không lỗi. Đó, chứ còn mà Thanh bành ra rồi Thanh thấy lỗi là Thanh sẽ nói cho mấy chị, chứ không bao giờ mà nói lỗi mà nói không lỗi đâu. Thanh ghét ai mà mua đồ mà mua cho rẻ, thích rẻ mà đòi cho đẹp, Thanh ghét vậy lắm. Dẹp mấy cái dép lên đây. Trời ơi, đồ mà ba bộ 50.000 mà còn chê nữa, không biết mua cái gì, má mua cái gì má mặc cho đẹp nữa. Rồi mấy chị chốt giùm Thanh là đây, sẵn luôn lên luôn ba bộ 50.000 nha mấy chị, ba bộ 50.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ba bộ 50, ba bộ 50 nha. Rồi ok, Hiền Hiền nè, hai tấm trắng nè. Tấm trắng Thanh sale cho mấy chị một bọc 10.000, mấy chị chốt giùm Thanh luôn ha. Mấy chị chốt giùm Thanh là từ hai bọc nha mấy chị. Mấy chị chốt tầm Thanh là từ hai bọc nha. Nè Cảnh ơi, cái này con lấy đi. Rồi tấm trắng một bọc 10.000, hai bọc nha mấy chị. Rồi Hiệp Sơn nè, tấm trắng nè, Thanh chốt từ hai bọc, Thanh không có chốt một bọc nha. Rồi tấm trắng đó còn lấy làm gì đó. Tấm trắng là Thanh chốt từ hai bọc, Thanh không có chốt một bọc nha. Đưa Nguyễn Thùng lên. Rồi ok, Kim Chinh hai bọc tấm trắng nè. Bọc luôn con ơi. Thanh nói là Thanh bán đồ Thanh cố tịnh tâm lại, Thanh không có muốn tức giận mấy chị, tức giận là lên máu, mà có cái là nổi điên quá, mà điên quá làm sao mà không tức. Mình mua đồ mình phải biết giống như là tiền nào của nấy chứ. Trời ơi, mua đồ mà muốn có đẹp
nhức nách làm sao. Rồi có những chị nó mua giày á hả, bán có mấy chục ngàn à, mua về chê lên chê xuống. Mấy má nó thiệt, mấy má nó đi tới shop mua mẹ lựa cho nó đẹp, bỏ bạc trăm bạc triệu mua đồ cho nó đẹp đó, muốn cho đẹp. Trời ơi, em nghe mà em nhắn tin cho em mà em nghe mà em muốn lên máu luôn á chị, muốn lên máu luôn á. Em cố dặn á mấy chị, cố dặn nói là ừ mình bán đồ mình đừng có tức giận, tại mình lớn tuổi rồi, tức giận nó sẽ lên máu mấy chị. À, tắm trắng ba bọc rồi, ok đặt Nga Phương nè. Cái tắm trắng này á là người ta bán cho mấy chị 40 ngàn một bịch, Thanh bán cho mấy chị có 10 ngàn à đó, vậy đó. Về mấy, về mà chê tắm trắng này nữa chắc Thanh lại nguyện lại luôn á. Rồi ok đặt Nga Phương nè. Mấy chị tắm trắng đi, mấy chị tắm trắng tới Tết là nó trắng là lai gai là được rồi đó mấy chị. Tắm trắng tới Tết là mình ăn Tết phà phà ha. Rồi tắm trắng một bịch 10 ngàn nha mấy chị, Thanh sale từ 2 bịch trở lên nha. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Rồi cái áo này áo hot đi mấy chị. Áo này là 65kg nè, Thanh sale cho mấy chị luôn. Áo này 39 ngàn, 39 ngàn nha, 39 ngàn 65kg. Cái này là cảnh vô kho rồi. Cái áo này Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn. Cái 39 ngàn cái lộn, 39 ngàn, áo đỏ 39 ngàn. Phúc ơi, qua chị ngâm gì mấy bọc tấm trắng này con. Rồi Hạo Nam nè, 2 bịch tấm trắng nè. Rồi hai tấm trắng ok Hạo Nam nè. Rồi bàn chải đánh răng luôn mấy chị. Bàn chải đánh răng mấy chị, đây. Bàn chải đánh răng Thanh sale cho mấy chị 10 cây là 45.000. 45.000 10 cây kem bàn chải đánh răng nha mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là bàn chải đánh răng nè. Rồi áo hot đi đỏ nè. 39.000. Mẹ em kêu vậy vậy là mát. Trời ơi đúng rồi đó cưng, giải vậy mà con chê gì nữa. Thiệt á, muốn điên máu con này thiệt luôn á. Điên máu. Nè Phúc thối tiền nè con. Gì con? Không, mẹ không ăn đâu. Con ăn đi. Con ăn đi con. Không, mẹ không ăn, con ăn đi. Rồi bàn chải đánh răng là 10 cây là 45 ngàn nha mấy chị. 10 cây 45 ngàn, chị nào lấy chút cầm Thanh luôn. 10 bàn chải đánh răng có 45 ngàn thôi. Cái gì? Qua lấy luôn, lấy tấm trắng cái gì coi. Con bạch tuộc kêu á. Rồi tắm trắng chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha, tắm trắng mấy chị. Cho nó nguội rồi ăn. Giờ nó có nóng không Phúc? Giờ coi nó nóng không? Bớt nóng chị yêu. Trời ơi nóng quá cưng ơi. Trời ơi trời trời. Thì có bán đồ 3 bộ 50 ngàn mà lên máu nữa là mệt luôn á. Đây bộ này 35 ngàn. Bộ 3D nha. Bộ 3D 35 ngàn. Đó 35 ngàn. Bộ này 35 ngàn mấy chị. Bộ này là khoảng 50kg đổ lại nha. 50kg đổ lại, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Bộ 3D à, 3D này Thanh sale cho mấy chị luôn. 50kg đổ lại sale cho mấy chị 35 ngàn. Rồi áo sơ mi nè. Thôi đừng có đóng cô lại con.
Đây áo sơ mi này 50-55kg nha mấy chị. 50-55kg áo sơ mi tờ báo nè. Thanh sale cho mấy chị cái áo này 35.000. Còn 2 cái mấy chị. Áo sơ mi tờ báo là Thanh còn 2 cái nha. Đó còn đúng 2 cái. Còn 2 cái chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Áo sơ mi 50-55kg sale cho mấy chị luôn 35.000. Ừ, không nó ăn như vừa. Rồi canh gì đó là chan canh như thôi đó phải không? Với thịt. Rồi bộ 3D nè, ok nè. Sơ mi 35 Huỳnh Như Kiều nè, lấy em 3 bộ 3D. Rồi ok cục vàng. Cảnh là lấy 3 bộ đi con. Buồn lửng nè. Đây một bộ anh lấy thêm 2 bộ. Rồi sơ mi 35 nè, Huỳnh Như Kiều nè, sơ mi này một cái 100 mấy đó mấy chị. Bán có 35.000 thôi. Nó chảy lên chảnh hết rồi. Mà tối thảy lên chảnh. Ở đây có không? Không phải. Rồi sơ mi nha mấy chị, còn một cái nè. Sơ mi 35 chị lấy cho cưng rồi, sơ mi 35 lấy cho cưng rồi nha. Rồi tắm trắng có chị nào lấy nữa không? Tắm trắng chị nào lấy nữa thì chốt giùm Thanh luôn ha, tắm trắng. Rồi cái áo này Thanh sale cho mấy chị luôn. Đây áo này là thun bô rip nha mấy chị, áo thun bô rip, cái áo này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Bộ Thanh mặc hết rồi, bộ Thanh mặc lâu lắm. Bộ Thanh mặc là lâu dữ lắm rồi. Rồi cái áo này là 55-57kg mấy chị, Thanh sale cho mấy chị cái áo này 35.000. Chị nào lấy chốt anh Thanh luôn, áo đen 35k. Đen 35.000 nha mấy chị, đen 35.000. Cục vàng nào lấy chốt anh Thanh luôn, đen 35. Sơ mi 35 Nguyễn Minh Nhật. Sơ mi hết rồi. Nè thấy không, gì ấy nè. Lên quần jean đi hả, quần jean nữ hay nam chị Thanh quên mất tiêu rồi. Đây cái bộ này là bộ dập ly nha mấy, bộ này bộ von nha mấy chị. Bộ von dập ly nha, Thanh sale cho mấy chị bộ này 70.000 thôi. Áo 35 hả, áo 35 rồi ok nè. Áo sọc 35 nè, Nguyễn Thị Kim Cương nè. Ê nguyên cây này đâu mất tiêu rồi, nhìn gì coi. Ê đây 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 nè. Bút hút ra làm gì coi. Rồi ok sọc đen nè. Áo sọc đen này đẹp lắm nha. Sọc đen nè 35 nè. Phạm Quỳnh, Quỳnh Phạm nè. Rồi Thạch Nga nè. Sọc áo 35 nè. Nữ 57kg hả? Nữ 57kg là size bao nhiêu Thanh còn không biết nữa nè. Chắc Tiên ơi size bao nhiêu thì chị Thanh lấy cho. Rồi áo 35.000 chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. Áo 35 Thanh còn màu đen nè, màu hồng nè, màu vàng nè, màu cam nè. Đây có màu đen, màu hồng, màu vàng, màu cam. Ở màu đen nha, màu đen, màu hồng, màu vàng, màu cam, sang L hả? Bây giờ quần quần rách rách xíu được không? Quần sẽ rách rách xíu được không? Rồi áo 35.000 Thanh có màu đen, màu hồng, màu vàng, màu cam. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Cái bộ đồ này 70.000 nha mấy chị, 70.000 bộ dập ly. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn, bộ này là lưng cao. Lưng cao. Size L là size L là size 28 đó cảnh, lấy giùm gì đấy. Rồi cái bộ này là bộ von dập ly nha mấy chị, Thanh sale cho mấy chị 70, chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. Bộ von 70. Em lấy áo sọc đen 35k. 4 cái. Nó có size cỡ đó à cưng ơi, nó có size cỡ đó thôi nha. Cưng lấy 4 cái màu đen luôn hả? 4 cái màu đen luôn hả Thạch Nga? Rồi Kim Cương nè. Đủ màu hả? Rồi đủ màu. Rồi 4 cái đủ màu nè. B
bộ bao nhiêu ký, bộ đó 60 ký á chị. Rồi vàng 35k nè, kim cương nè. Rồi 6 xí trần nè, bộ von 70k nè. Bộ này là khoảng từ 60 ký đổ lại á chị. Cái áo 35k có bâu không, năm mới coi. Áo 35k không có bâu lão nào năm. Áo sọc này á hả? Ủa đâu rồi? Thấy bà nội nè. Rồi đánh còn màu là màu còn không ta? Còn màu vàng với màu đen thôi mấy chị ơi, còn màu vàng với màu đen thôi nha. À, còn màu cam với màu đen, áo 35.000 nên còn cam với đen. Cam với đen hết vàng rồi nha Phạm Quỳnh, Quỳnh Phạm ơi. Thanh hết vàng rồi, Thanh còn màu cam với màu đen thôi. Alo. Còn cứng. Làm một ca một mà nghe chứ không có chia hai một người là ca sáng, người ca chiều nha. Không được em, chỉ cần một người ca sáng, một người ca chiều. Có hỏng điện rồi, giờ điện nữa. À cam ok chị Cẩm Hằng nè. Ủa Cảnh cái áo này còn không Cảnh? Áo sọc này nè. Cái đó là của thật Nga đó, gì có bỏ lộn giấy không con coi giùm gì ấy. Có cái ở dưới kìa. Rồi hai cái đó là của Thanh Thạch Thạch Nga đó. Cái áo này không biết còn không nữa. Rồi áo này Thanh còn màu đen thôi mấy chị, hết vàng hết cam gì luôn rồi nha, còn màu đen à. Áo sọc này còn màu đen à Nam ơi. Áo sọc còn màu đen thôi. Mà cái áo này Nam mặc hơi ngắn á, áo này Nam mặc hơi ôm ôm á, áo này không có rộng nha Nam, áo này mặc ôm ôm chứ không có rộng đâu. Đây đẹp quá mấy chị ơi, có 35.000 thôi. Đó, màu đen nha, Thanh còn màu đen thôi mấy chị ơi, hết màu rồi nha. Đen 35 mấy chị lên giùm Thanh là áo đen 35.000 mấy chị, đen 35. Còn 5 cái màu đen không à. 6 cái. Còn 6 cái màu đen nha mấy chị. Đây quần jean nữ nè. Quần jean nè. Thanh sale 85.000 một cái. 85.000 nha, quần riêng nữ lưng cao. Rách rách nha, cái này là hàng này là quách quách rách rách nha mấy chị. Tua lai nha. Tua lai, cái quần này là size này là size L. Rồi ok, cúc tô nè, đen 35 nè. Cúc tô nè, đen 35.000. Quần này là lưng cao nha mấy chị. Cái này Năm mặc không vừa đâu, tại Năm thích mặc rộng mà cái này nó ôm á. Quần 85.000 mới chạy, quần rin nữ nha, 85.000. Chị nào lấy chốt thằng Thanh luôn. Rồi cái quần này rin nam nè, size 29 nha. Ở quần rin nam size 29 nè. Rồi rin nè, 85 nè, ok chị Cẩm Hằng. Chị Hằng ơi, cái quần rin này em bán cho chị 80 thôi, em giảm cho chị 5.000. Quần này về bán 100 mấy á chị. Quần 57kg vừa không, 57kg lấy size 29 đi. 57kg lấy size 29 đi. Đây cái quần này là size 29 của Nam nha mấy chị. Quần này là 29 của Nam nè, 120 nha. Quần riêng Nam là 120. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, riêng Nam 120 mấy chị, riêng Nam 120. 57kg là lấy size 29 đi cưng. Đây cái yếm này đẹp quá mấy chị ơi, cái yếm này Thanh sale cho mấy chị luôn. 75.000 luôn. Lấy cho gì cái quần riêng đó, con lấy một cây quần riêng đủ màu ra, đủ đủ size luôn đi. Chị cho em xem quần quần nữ đi. Đó cái quần nữ hồi nãy chị cho cưng coi rồi đó, size ha. Giờ chị Cẩm Hằng mới chốt đó. Dạ. Đây nè cái yếm nè mấy chị, cái yếm này là size size L nè. Có yếm zin không chị hả? Đây cái yếm này size L nha, cái yếm này 75.000. 75.000 nha mấy chị, cái yếm zin này là size L. Yếm này là một cái mấy chị mua là 200 mấy đó mấy chị. 200 mấy Thanh sale cho mấy chị có 75.000 thôi. Size L nha. Rồi cái yếm zin này size L 75.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. 75.000, 75.000 size L. Ở đó có size 30 gì không? 9-30 gì đưa cho gì đi.
bỏ qua đây luôn đi, bỏ qua đây. Đây quần jean nè, cưng mặc cái size này được nè, 57kg là cưng lấy cái size này được nè cưng. Đó, 57kg cưng mặc cái size này được nè. Đó, cái này là quần jean lưng cao nha. Thanh sale cho mấy chị có 85.000 thôi. Chị nào lấy chốt cầm thanh luôn. Quần này mấy chị mua là tầm 100 mấy 200 đó mấy chị. Tại quần jean này là hàng xịn á. Em mặc size S à hả? Size S hả? Cái yếm đó là chị Thanh còn ở dưới kho nhiều lắm. Còn nhiều kho, dưới kho nhiều lắm. Bây giờ hiện tại là Thanh có cái đó à. Rồi quần jean anh có đủ size. Chị lấy em một cái đi rồi ok em. À dạ. À cưng 57kg mà cưng cao không Cát Tiên ơi? Cưng cao không? Cao 1m mấy? Rồi cho chị số điện thoại luôn. Rồi quần jean anh có size 26, 27, 28, 29, 30 mấy chị. 26, 27, 28, 29, 30. Quần jean 85.000 mấy chị. Cưng cao 1m mấy? À, có quần nam không? Bé Tư. Trời bé Tư lên cái hết hồn tưởng em Thanh. 1m56, 1m56 gì là lấy cái size đó, chị lấy cho cưng size 30 đó cưng ơi. Tại vì cái quần này mỗi form nó khác nhau. Đó, mỗi form nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Đó, để chị lấy cho, để em thôi mắc công mà nhiều khi á mình mặc cái size đó mà mỗi cái form đồ nó mỗi khác nhau mắc công mà về không vừa. Đâu rồi? Cảnh ơi, Cảnh ơi. À, lấy con chai tẩy tế bào chết bỏ qua cho Năm đi, bà Năm đi. 1m69 nặng 52kg vừa không. 1m69 52kg là lấy size 27 là được rồi. Có con trai kìa tẩy tế bào chết đâu đây nữa. Tẩy. Rồi bỏ soạn của bà Năm với hai cái nón với cái áo đó, áo sọc gì đó, cái áo chiều Nguy lên lấy. Làm gì em hỏi cái hết hồn chèn. Tưởng nó em của chị, em của chị, em gái ruột của chị. Nó có nick bé Tư. Cho nên em vô cái chị hết hồn chị tưởng nó vô nó phát chị. Có ống rộng mà dài không? Ống rộng dài tanh hết rồi. Rồi cái quần jean nam nè. Hỏi bé Tư là em gái chị đó. Em gái em kế chị luôn đó. Là bé Tư đó cưng. Cưng vô cái chị hết hồn chị tưởng nó vô chứ. Nè quần jean nam nè 120 nè. 120 cái này size 29 mấy chị. À, chị nào lấy chốt Bình Thành luôn. 45. Với hai cái nón bo màu đen với lần cái áo của hổm. Rồi cái áo này Thanh sale cho mấy chị 25.000. Tại mấy chị đúng đẹp luôn, áo len hàng Quảng Châu. Sale cho mấy chị 25.000, 25.000 chị nào lấy chốt Bình Thành luôn ha. Áo sọc, áo len sọc 25.000. Lên giùm Thanh là len sọc 25, len sọc 25 mấy chị. Len sọc 25 nè. Size 32 có không hả? Không, size 32 là chị hết rồi. Rồi len 25 ok cúc tô nè. Cái len này là khoảng... Dạ ok chị Kim Liên nè. Len này là 60-65kg tùy theo chiều cao nha mấy chị. Tùy theo chiều cao nha. Chị có quần đen không? Có nha. Quần đen có nha Trần Vân ơi. Quần đen quần dài hay là quần quần dài hay là quần lửng. Rồi áo len 25.000 chị nào lấy. Rồi cái quần này quần ngố nè 35.000 mấy chị. Ồ mặc đây nè, mấy chị mua cái này, mấy chị mặc cái áo len này nè, đúng đẹp luôn, thành một bộ luôn. Bộ mua cả 100.000 mà giờ mua cái quần này với cái áo đó phối lại mặc nguyên bộ. Rồi cái quần ngố Thanh sale cho mấy chị 35.000 nha. Quần ngố này là 55-57kg đổ lại. Cô ơi hôm nay có lai túi và giày dép không? Cô lai lộn xộn con. Đây quần ngố mấy chị, quần ngố 35.000 nha. Này phải không? Có gì có chừa mà. Thảy thảy đâu đó hay là trong nhà kìa. Đây đây nè, trong cái bàn học Du Phi á. Quần ngố 78kg không vừa nha. Quần ngố 78kg không vừa. Lên 55kg vừa nha Phạm Quỳnh. Phạm ơi, 55kg cao 1m6 là vừa, 1m57 là vừa. Đây quần này là 65-70kg vừa nè. Quần này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Thấy không? Có gì có chừa mà.
Đây 35.000, 35.000 nha. Chị nào lấy chốt thằng Thanh luôn. Quần này là 70kg đổ lại nè. Quần ngố 35 ok, xấu xí trần nè. Quần ngố này về mấy chị phối với áo thun đồ mấy chị là thành một bộ luôn á. Đẹp lắm. Đây vậy là hồi nãy coi của Phạm mà thạch gì đó còn thiếu màu gì. Đây cái áo à, hai đôi dép chị còn không em? Dạ còn nha chị Sáu ơi. Cam hồng đen hả, thiếu vàng nè. Đây mấy chị ơi, áo thun Thanh còn nè. Rồi Nguyễn Thị Kim Cương áo sọc đen 25k nè. Cái áo này là Thanh bán 25.000, là Thanh bán xả đó mấy chị. Bán xả cho mấy chị á, chứ cái áo này cả 100.000 á mấy chị, chứ không có rẻ đâu. Áo len Quảng Châu nè. Đó, Thanh bán xả kho cho mấy chị, chứ áo này là không bao giờ có giá 25.000. Rồi cái áo sọc đen này Thanh còn nữa nè mấy chị. Đây màu hồng này, hồi nãy chị nào lấy hồng vàng gì đó chốt lại giùm Thanh đi mấy chị. 55kg đổ lại nha. Nếu như mà cao là 60kg, tùy theo mỗi người thích mặt ôm, thích mặt rộng nha. Đó, Thanh có màu hồng nè. Đó, còn màu hồng, màu cam nè mấy chị. Màu hồng, màu cam, màu đen 35.000. Rồi ok, vàng nè. Vàng 35.000 nè, Phạm Quỳnh nè. Quần ngố 60kg vừa hông, 60kg. Ủa, vàng đâu rồi? Vàng nè, Phạm Quỳnh đi. Bỏ cái vàng, lấy cái vàng bỏ ra. Áo len bao nhiêu ký? Áo len này là khoảng 60kg đổ lại nha. Rồi hồng với cam nè, ok cúc to nè. $35.000, vàng hết rồi. Dạ đồ chị chưa có gửi nữa chị. Áo này $35.000 nha mấy chị. Rồi hồng nè, Phạm Quỳnh luôn nè. Bỏ vô chung một luôn. Rồi đánh có màu hồng, màu vàng, màu đen nha mấy chị. Màu hồng, màu cam, màu đen chứ lộn. Hồng, cam, đen nha mấy chị ơi. Đây nè, đen nè. Đó, màu 35.000 một cái. Rồi ok, màu đen nè, 35.000 nè. Chị Sao Nguyên nè. Lấy em cái len. Cái len 25.000 hay là cái sọc này. Sọc này, áo này là rồi lấy quần xì hả? Rồi. Rồi cái len 25.000 nè. Nguyễn Hoa Dại nè. Đây áo len là có 25.000 thôi mấy chị. 25.000, 25.000 nè. Áo len là 25.000, còn áo màu hồng, màu đen kia là áo này Thanh sale 25.000, là Thanh sale xả cho nó hết đó mấy chị. À, Nguyễn Hoa Dại là lấy áo len 25.000 phải không? Đây cái này là 35.000 nè mấy chị, 35.000 nha. Đó, đẹp chứ mấy chị, cái áo này mấy chị mua cả 100.000 đó, chứ không có rẻ đâu mấy chị. Áo này là chất thun bô rip nha. Thun bô rip hàng phun đá. Đó, hàng phun đá Thanh sale cho mấy chị có 35.000. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Thanh có màu cam, màu hồng, màu đen. Có 3 màu nha mấy chị. Màu cam, màu hồng, màu đen mấy chị. Màu hồng còn có 1 cái thôi. Đây màu hồng còn 1 cái thôi, màu đen nè. Đó, cam, hồng, đen. Bỏ vô cho chị 3 áo thun đen, cam, hồng. Rồi ok chị nè. Rồi xấu xí trần áo len 25.000 mấy chị. Áo len này là áo len Quảng Châu đó mấy chị, chứ không phải áo len thường đâu. Rồi có chị hồng, cam, đen nè, 3 cái nè chị. Chị Ngọc Yến nè. Ba cái nè. Rồi chị nào lấy chốt thằng Thanh, giờ Thanh còn màu cam với màu đen thôi nha mấy chị. Còn màu cam với màu đen nha. Áo là Thanh còn màu cam với màu đen, chị nào lấy chốt thằng Thanh luôn, màu cam với màu đen. Ba áo 35. Ok Ngọc Trâm nè. Không, sữa Milo không uống được. Không uống được gì? Không, nó chưa đủ tuổi mà. Không chịu. Biết rồi nhưng mà không. Dạ ok, xấu xí trần lại lấy cả này. Không, nó không uống cái đó được đâu, lấy xong đợi nữa không? Dạ chị cho em thì cho em đi để em nhập lên chị. Không, anh Phúc lấy sữa bò kia kìa. Còn hai màu lấy hai cái. Đây quần ngố 35.000 mấy chị, 35.000 nha, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đó, quần ngố 35.000, quần này là 55kg.
ba màu hả? Giờ chị Thanh còn có hai màu à, để chị Thanh coi còn chị Thanh lấy cho. 35.000 cái quần ngố 35.000, mấy chị lấy chốt giùm Thanh luôn quần ngố 35 nha. Lên giùm Thanh là ngố 35. Rồi cái quần sọc nè, quần chín tấc cho mấy chị, quần lửng chín tấc 35.000, cái này 55kg đổ lại nè. 55kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn, cái quần này 35.000. Mấy chị lên giùm Thanh là sọc nha mấy chị, quần sọc 35.000. Xấu xíu trần là lại lấy thôi. Rồi quần này Thanh sale cho mấy chị 3 cái 100 nè mấy chị. Quần này là 65-70kg vừa luôn nè nha. Quần viền nè. Quần viền là Thanh sale cho mấy chị 3 cái 100. Mấy chị lấy chốt giùm Thanh là quần viền. Rồi áo len 25k nè. Kim Hoàng Thi nè. Đây áo len 25.000 nè. Áo len này là từ 45-40kg tới 60kg là mặc vừa hết nha. Rồi quần chị nào lấy quần chốt quần mình Thanh luôn. Mua cái quần này mặc cái áo len đó là thành một bộ đúng đẹp luôn. Chị Ngọc Yến, chị cho em số điện thoại lại đi, để em nhập lên trên máy, mai mốt em khỏi xin. Áo đen sọc 35, ok Kim Hoàng Thi luôn nè. Rồi cái quần này là size nhỏ nha mấy chị. Quần này là size 20, quần này là đái ngắn nha. Quần này size 26 nè. Thanh sale quần này 20.000 cho mấy chị luôn. Cái quần này là Thanh sale cho mấy chị 20.000. Quần này là 40kg đổ lại nha. Cái này là khoảng 40-42kg nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị cái quần này 20.000. Còn áo sọc vàng thì lấy cho em thêm. Áo sọc vàng là Thanh hết rồi. Rồi cái quần này 20.000 mấy chị. À, phí ship 35.000 mấy chị ơi. Thanh bán hàng sale cho nên là Thanh không có lời, không có lời nhiều đó. Một cái lời có một vài ngàn thôi, cho nên là không có thể phụ tiền ship hoặc là không có phí ship cho mấy chị được đó. Bây giờ Thanh bán một cái 70-80.000 đi, Thanh miễn ship cho mấy chị liền. Bán giá toàn là giá dưới đất không mà, làm sao mà miễn ship cho mấy chị được. Kìa, chị Ngọc Yến coi số kìa. Quần này còn 3 cái thôi mấy chị, 50kg đổ lại, sale cho mấy chị cái quần này là 25.000 thôi. 25.000. Đây, cái quần này là 50-55kg nha mấy chị. Tùy theo chiều cao nha, quần này mua cho con em mình mặc cũng được luôn. Sale cho mấy chị 25.000, Thanh còn 3 cái. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là quần 25k. 25.000. Xanh là 40-42kg thôi. Xanh đó 40-42kg thôi nha. Cái quần đó Thanh sale cho mấy chị 20.000 thôi. Rồi quần này 25.000 mấy chị, 25.000 lấy chốt giùm Thanh luôn. Rồi bộ này chị nào bữa hổm chưa mua thì bây giờ mua đi mấy chị. 3 bộ 50.000 mấy chị. Combo 3 bộ 50.000. Bộ này là từ 50kg đổ lại nè. Mấy chị mua cho con mình mặc ở nhà mặc ngủ rồi mấy chị. Dạ ok chị. Đây 3 bộ 50.000 từ 35kg tới 45-50kg tùy theo chiều cao nha. Bộ đùi vải KT nha mấy chị, sale cho mấy chị 3 bộ 50. À, 3 bộ gì 50.000, 3 bộ 3 màu nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 3 bộ 50.000. Ba bộ ba màu 50.000. Rồi cái áo khoác, áo khoác màu vàng này Thanh sale cho mấy chị luôn. Cái này nó bị cái màu đó nó bị ấy nè. Là nó bị dính cái gì á. Cái này Thanh sale rẻ cho mấy chị luôn, 39.000 thôi. 39.000. À, mặc sưởi ấm thôi là được rồi mấy chị, không cần váy đẹp đâu. Đây cái áo này khoảng 57kg nha. 57kg, 60kg chắc cũng được. Thanh sale cái áo này 39.000. Nha, nó bị dơ dơ thì thôi mình nói tại đại là lỗi đi. Nha. Cái áo khoác vàng này nó bị lỗi dơ. Đó, Thanh sale cho mấy chị 39.000. Mua mặc ấm sưởi ấm được, đang lạnh nè mấy chị. Mua mặc sưởi ấm được nha mấy chị, mặc ấm thôi. Rồi 39.000, có một cái một thôi. Rồi cái áo len, áo khoác len. Áo khoác len này là 60-65kg vừa luôn này, nó có độ giãn rất là mạnh.
sale cho mấy chị cái áo len nè, 35.000 khoác len nè, 35k nha. Đó, khoác len 35.000. Rồi khoác 39 là Phạm Quỳnh nè. Buổi sáng hôm nay buổi sáng nó lạnh dữ lắm mấy chị, khoác len 35.000, chị nào lấy chút Thanh luôn len 35. Rồi khoác len 35.000 nha mấy chị. Rồi khoác len 35 nè. À, Quỳnh Như Kiều nè. Khoác len này nó khoác len này như chổng phải không cảnh? Ok, khoác len 35 nè chị Ngọc Yến nè. Đây rồi cái bộ đồ satin nè, đánh sale cho mấy chị 49.000 nha mấy chị. Như Yến này có gửi được không ta? Như Yến coi gì luôn. Rồi khoác len nè, Phạm Quỳnh Quỳnh nè. Rồi Như Yến nè, khoác len 35 luôn nè. À, đồ rẻ mà đẹp thấy chưa? Người ta nhận đồ người ta toàn khen rẻ đẹp không à. Như Yến ơi, Như Yến là gửi hay lại lấy vậy? Có số điện thoại. Người ta nhận hàng người ta toàn khen đẹp không à, có bà nội đó má má chê. Má chê, trời ơi trời. Nhá máy. Gọi chứ đừng gọi Zalo, gọi số á. Ủa cái này cái đầm rồi mấy chị ơi. Cái đầm sơ mi mấy chị, cái đầm sơ mi nè. Này đầm sơ mi nè, thôi cái này. Này để treo lên. Lại lấy, lưu lại lấy đi. Lại lấy, lưu vô lại lấy. À có rồi, lưu rồi. Áo len rồi, để chút nữa lấy. Đây bộ đồ này. Satin 49 năm bộ. Satin 49 năm bộ, đâu rồi ta? Bộ satin này là đúng đẹp luôn á, chỉ có chị Thanh bán 49.000 thôi chứ không ai bán 49.000 hết trơn. Giờ mà cái này nó còn có màu à cưng ơi. Cái này còn có màu à, có màu một à. Có màu một à Thanh Nga ơi. Đây chị Thanh còn đúng 5 bộ luôn là hết hàng luôn á. Có màu một à cưng ơi. À, chị mua đồ cái gì à, tại shop nhiều lần đồ đẹp lắm, mặc ai cũng khen. Dạ em cảm ơn chị. À, anh ta mua đồ ai cũng khen. À, coi à, áo vàng chị, áo vàng hết rồi, áo vàng hồi nãy à, Phạm Quỳnh lấy rồi. Đây rồi cái bộ này. Bộ này Thanh sale cho mấy chị luôn 45.000 luôn mấy chị. 45.000 bộ này là 65kg nè. 65kg sale cho mấy chị 45.000 luôn. Đủ màu thôi, chị lấy một màu thôi. Lấy mà lấy một thôi tại vì chị Thanh còn có một màu à. Cái này còn đủ màu không ta? Cái này chị Thanh còn có một mà một bộ mà, còn có một màu à. À cho em satin rồi ok nè Phạm Quỳnh nè. Cái đó chị còn có một bộ một màu một mà cho nên là chị lấy cho cưng một bộ thôi. Bộ satin bộ 100 mấy mấy chị bán có 49.000. Rồi Thanh còn có 3 bộ nha. Thì em lấy là khác, lấy một bộ thôi khỏi trùng. Rồi cái bộ này bộ thun nha mấy chị, bộ thun Thanh sale cho mấy chị luôn 45.000. Chị Liên ơi, chị Kim Liên ơi, mấy bộ này chị mặc được nè. À, bộ này em sale có 45.000 thôi nè. 45.000 mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Bộ này 60-65kg vừa nha. Đúng rồi, bộ này là 60-65kg. Sale cho mấy chị có 45.000 thôi. Cái này là bộ thun nha, bộ thun. Rồi ok, cúc tô nè, bộ satin 49.000. Rồi là Thanh còn có 2 bộ thôi mấy chị. Satin Thanh còn có 2 bộ nha. Satin bộ 100 mấy Thanh bán cho mấy chị có 4 à. 52kg vừa đó chị. Bộ satin 52kg vừa đó nha chị. Xấu xí ơi, chị xấu xí trần ơi. Bộ
45 vải gì vải thun nha chị. Bộ 5 bộ 45 rồi. Ok Thanh Nga nè. Cho chị một bộ. Dạ ok chị. Satin 60kg là cao cao không chị? Cao thì mới được nha. Cao thì mới vừa, còn lùng lùng là không có vừa đâu. Cho mẹ đồ gì cũng có mà. Bộ satin anh còn có một bộ mấy chị? Còn có một bộ một à. Đây rồi, cái này bộ đùi nè. Bộ này sale luôn. Bộ này sale cho mấy chị luôn, 39.000. Mét 57 vừa không? Không, mét 57 là 60kg không vừa chị. Đây bộ này sale cho mấy chị luôn, 39.000. 39.000 nha, một bộ 45, một bộ satin. Ok liên lý nè. Rồi vậy là satin thanh hết nha mấy chị. Cảnh ơi, cái bộ lửng đó chị ảnh còn không? Bộ lửng bông đó đó. Lấy cái gì kìa? Chút nữa gì giải quyết cái này xong rồi gì giờ rồi. Rồi bộ đùi nha mấy chị, bộ đùi này là khoảng 50 mấy ký, 60 ký đổ lại nha, 50 mấy ký, 60 ký đổ lại á. Bộ này thanh sale cho mấy chị 39.000 rồi mấy chị nha, 39.000. Cái này thun dày chứ không phải là thun mỏng đâu nha mấy chị. Sale cho mấy chị 39.000, 39.000 bộ đùi nha, bộ đùi 39.000. Chị nào lấy chốt mình nhanh luôn. Bộ satin còn không? Đây satin thanh còn nè mấy chị. Satin còn nha. Chị nào lấy chốt âm thanh là satin luôn. Rồi bộ đùi, chị nào lấy chốt âm thanh là bộ đùi nha mấy chị. Đùi 39.000. Đây cái bộ lửng thanh còn nè. Đó, bộ lửng thanh sale cho mấy chị có 45.000 thôi mấy chị. Đó, 65kg đổ lại. 65kg đổ lại nha. Thanh sale cho mấy chị luôn 45.000 mấy chị. Bộ này bữa trước thanh bán 50, bữa nay thanh bán cho mấy chị có 45.000 thôi. 5 bộ 39 ok em. Bộ đùi còn không Cảnh ơi? Bộ đùi bông bông đây nè, thun á. Bây giờ chị còn 2 bộ. Còn 2 bộ trước mắt, lấy 2 bộ đi. Còn 3 bộ chứ. Rồi lửng ok, lên giá tiền giùm chị luôn nha cân. Lửng 45.000 ok Quỳnh nè. Đó, lửng này bữa bán 50.000, bữa nay bán 40.000, 45.000 luôn. Lửng 45.000 cục vàng chứ không phải 40 nha. Lửng 45 nha cưng. Quần ở sau, quần ở sau là quần quần tây 120 trở lên. Đây rồi bộ lửng nữa mấy chị. Đẹp chưa? Đó, thanh sale cho mấy chị có 45.000 mấy chị. 45.000 mấy chị, khỏi may khỏi cắt gì hết trơn. Đúng đẹp luôn, đúng đẹp luôn nha. Đây rồi, chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. Bộ lửng nha mấy chị, lửng 45.000, lửng 45.000. Lửng còn 1 nè. 2 nè, 3 nè, 4 bộ. 4 bộ nha, 4 bộ. Bảy thun nha,
Hương Nguyên ơi, vải thun nha cưng, vải thun. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, lửng còn 4 bộ nha. Cái này đi mai không à, mấy chục ngàn. Tiền giải không mấy chục ngàn chưa tính tiền công. Đây bộ này Thanh sale cho mấy chị luôn. Cho em xem quần tây đi hả? Quần tây là hỏi quần tây mấy chị muốn mua thì mấy chị comment đi. À, lấy em 4 bộ 65 kg rồi ok Hương Nguyên nè. Đó, 4 bộ 65 kg, 4 bộ 4 màu luôn nè. Rồi còn có 4 bộ nữa là hết rồi nè. 4 bộ là hết rồi nè. Bộ này chị Thanh bán 45.000, quá trời rẻ luôn á cưng. 45.000 là chưa được khúc giải nữa mấy chị. Giải mấy chị mua tệ gì, một khúc giải cũng 50.000 đúng không? Đó, một khúc giải mua tệ bèo gì cũng 50.000. Người ta bán giải khúc á, khúc còn ít ít ít, người ta bán cho mấy chị khúc giải gì là mấy chục ngàn. Còn này nguyên bộ đồ luôn, bán cho mấy chị có 45.000. Có lửng 70kg không? Cái này à, cái này Thanh sale cho mấy chị bộ này 55.000 mấy chị. 55.000, cái này là thun, này là thun, thun này là thun cái gì quên mẹ nữa rồi trời. Thun gì quên mẹ rồi. Kêu bằng thun gì quên rồi. Cái này nói chung là nó dày hơn, nó đẹp hơn nè mấy chị. 70 nè Quỳnh ơi, 70 75kg nè, cái này là 55.000. Bộ lửng này là 55.000 nha. TC, cái này là thun TC, lộn. Đó, nhớ rồi, TC. Cái này là vải thun TC nha mấy chị. À, cái này là 70-75kg nè, size bự nè. À, bộ này là 55.000 nha. Cái vải thun hồi nãy là cái vải nó hơi mỏng hơn xíu. Còn cái này là vải thun TC, nó xịn hơn nha. Quần jean ống rộng, quần jean ống rộng thì bây giờ qua Messenger đi, chat đi rồi Thanh lấy cho. Ở cái này mấy chị lấy bao nhiêu bộ, Thanh sẽ lấy bao nhiêu màu nha. Bộ TC, bộ lửng nha mấy chị, bộ này là size đại nè. Size bự á. Cái này là size 70-75kg á mấy chị. Bộ TC nha, vải thun TC. 55.000, Thanh sale cho mấy chị 55.000. Bộ đó là người ta bán là 75.000, 80.000 một bộ. Thanh bán cho mấy chị có 75.000 thôi. Ý 55.000 thôi, lộn. Đó, bỏ chung vô. Ủa, thạch nha vậy. Rồi cái áo này sale cho mấy chị 25.000. 25.000 áo thun này 60kg đổ lại nha. 60kg, em lấy quần hơi nhỏ. Em thấy quần hơi nhỏ, cái này nó bự nha em. Cái này nó bự nha. Đổi lại em 2 bộ 55k à, rồi lấy 2 bộ 55k phải không? Rồi ok à, Hương gì đó bỏ lại 2 bộ. Lấy 2 bộ này, 2 bộ kia. Là 2 bộ 45, 2 bộ 55 ha. Ok em. Cái bộ này là thun TC, nó dày nha, thun dày á. Rồi 3 bộ 55 nè. Kỳ vậy? Cho 36 kệ. Không có nóng cái gì. Khoảng 37 36 là nhiệt độ bình thường. Rồi ok em nè, 3 bộ nè. Cái này có 5 màu, lấy 5 bộ luôn đi cưng. Nè, cái này có 5 màu nè. Thôi muốn lấy 3 bộ thì chị lấy 3 bộ. Cưng trời, cái quần nó bự chản luôn á. Nè. Thấy không? Đó, cái quần á bạn ra bự chản luôn nè. Lấy một bộ màu tối. Màu tối lấy màu này đi. Lấy màu này đi ha. Trời ơi, về đẹp rồi, cái hỏi chị Thanh còn không nữa. Bộ này bán có 55.000. Rồi chị nào lấy chốt nữa giùm Thanh luôn ha.
Bộ này 55.000 nha mấy chị, thun TC nha. Rồi cái áo này 25.000 mấy chị. Áo này là 57kg nha, 55-57kg. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, áo thun màu xanh 25.000. Chị nào lấy chốt âm thanh là áo 25k. Rồi 25.000. Áo xanh 25k. Trần kim cái gì à? Có 5. Cái gì trần kim cái gì không hiểu. Đây cái áo này áo trắng nè. Áo này áo trắng trà neo mấy chị. Áo này là form rộng nha. Áo này 35.000. À, cái này là 65kg luôn nè mấy chị. Thanh sale cho mấy chị cái này 35.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, trắng 35k. Lên giùm Thanh là cái áo trắng 65kg 35.000 mấy chị. Lấy em hai bộ màu tối. Hai bộ màu tối là cái gì? Là lấy bộ nãy rồi đó hả? Đây cái áo màu xanh nè mấy chị, 65kg luôn nha. 65kg áo xanh 35.000. 35.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, áo xanh 35.000. 1, 2, 3. Rồi cái áo này là áo trung niên. 55k cho 5 bộ 5 màu. Rồi ok chị nè. Trần Kim nè, nhập số vô cái đi cảnh. Rồi gì in ra. Đây rồi cái áo này 65kg nè, cái này. Rồi Tiết Lan Nguyễn nè, 35k. Cái này áo này nam nữ mặc được cứng. Áo thun form rộng thì nam nữ mặc được. Rồi chưa? 5 bộ 5 màu. Trần Kim á, số điện thoại trước Trần Kim cái rồi mới tới Thạch Nga, hai bộ màu tối đó. Ẩn đâu có là đại con không coi kỹ á nè, có số nè. Nè cột là gì á? Rồi cái áo này là thanh sale cho mấy chị luôn, 45.000 mấy chị. Áo này áo trung niên nha, áo này 65kg nè mấy chị. 65kg nha, thanh sale luôn nha, áo này 45.000 luôn. 45.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Rồi áo trung niên, áo trung niên nha, 45.000. Áo 45 ok chị Kim Liên. Áo này chị Kim Liên Tết mặc được nè chị. Áo này để dành Tết mặc được nè. Rồi 6 cái này chị nào lấy hết thanh bán 100.000 thôi. Một cái thanh bán 25-35.000 không mấy chị. Lấy hết 6 cái, 5 cái, 6 cái này thanh bán 100.000. Rồi Thanh Hoa Nguyễn nè. Thanh Hoa Nguyễn lên số điện thoại giùm Thanh luôn nha. Thanh Hoa Nguyễn ơi, mấy chị khách mới á, mấy chị cho Thanh số điện thoại mấy chị. Rồi mấy chị nhấn thích và theo dõi trang Thanh đi. Là nhiều khi á, mấy chị mới lướt ngang Facebook mấy chị thấy Thanh, cái mấy chị không theo thích và không theo dõi Thanh á, cái rồi cái mấy chị Thanh xuống like rồi cái mấy chị kiếm Thanh không ra, cho nên là mấy chị thích và theo dõi trang Thanh. Rồi bộ thể thao nè. Bộ thể thao này là 35kg mấy chị, 35kg nha. À, chị hết rồi Nga ơi, cái đó chị hết rồi. Rồi bộ thể thao này thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000. À, bộ thể thao này 35.000 nha, 35kg luôn, bộ thể thao trai. 35kg. 30-35kg thanh sale cho mấy chị luôn, bộ này 35.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn.
Rồi cái quần này chị nào lấy thanh bán rẻ, quần này 29 ngàn thôi mấy chị, quần này 45kg đổ lại nha. 45kg đổ lại thanh sale cho mấy chị luôn nè. Rồi ok chị cẩm hằng nè, thể thao còn có bộ định chừa cho sushi mà. Con thấy mấy bộ đồ nó 46kg là thanh cái này không vừa nha. Cái bộ đồ thể thao đó nó mặc hoài luôn á, bộ đồ mà đều mà cam cam rồi đó. Cái quần này thanh sale 29 ngàn. Sơ mi nam giống hổm còn không chị, em lấy cái 2X. Cái đó chị hết rồi. Rồi cái này thanh sale cho mấy chị luôn, 29 ngàn còn có một cái nè. Thể thao 35 thanh hết nha. Thể thao 35 thanh hết. Cái quần này 29 ngàn còn một cái mấy chị. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Có đồ bé trai 45kg hả? 45kg có nha. Có nào thể thao nằm dưới đây không? Hay thảy lên hết mẹ rồi. Bộ thể thao hết rồi. Bộ thể thao chẳng. Đây. Đây rồi cái này xếp váy mấy chị. Phải không? Đây cái này xếp váy nha, xếp váy này thanh sale cho mấy chị luôn. 35 ngàn. À, cái xếp váy này là rất là dễ thương mấy chị. Đây mặc rất là dễ thương luôn. Xếp váy này mình không thích mình xé lẻ ra được luôn. Cái xếp váy này 35 ngàn, 40-45kg mấy chị. 40-45kg nè mấy chị thấy nè cái mẫu nè. Đó à, xì tin lắm nha. Lên giùm thanh là xếp váy 35k mấy chị, 40-45kg có thể xé lẻ ra được luôn nha. Ở xếp váy. Xếp váy này 35 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm thanh luôn, xếp váy 35. Còn cưng. Rồi Thanh Hoa Nguyễn nè, mấy chị nghe Thanh đọc số ký nha mấy chị. Mấy chị nghe Thanh đọc số ký nha, để em thôi mất công về mà không vừa nha mấy chị. Bộ thể thao nhảy lên lấy gì mới xuống bán luôn. Rồi set váy 35, chị nào lấy chốt mình lên là set váy 35. Ok Phạm Quỳnh nè, mấy chị mua về cho con mình mặc mấy chị. Mấy cái này Tết bé mặc là rất là đẹp luôn. Con mình ở tầm 40kg, 35-40kg rồi đó mấy chị. Mua cho con mình mặc đi đẹp lắm luôn á. Ở thanh sale cho mấy chị có 35 ngàn thôi. Không chị ơi em không vừa. Bởi vì Thanh nói là nghe rõ số ký đi, để tại vì mỗi lần Thanh in ra một miếng giấy vậy á là nó tốn miếng giấy của Thanh, cho nên mấy chị nghe rõ số ký hả chốt nha. Rồi Nguyễn Thị Tuyết, cái set váy đó là từ 45kg đổ lại đó mấy chị. Đó, nếu như cao là 45kg đổ lại, có quần nam không? Quần nam mà quần mặc đi chơi hay là quần sao? Cái set váy đó là từ 45kg đổ lại đó, cao là 45kg. Rồi được rồi, được rồi, đừng thấy nữa. Đây bộ thể thao nè mấy chị ơi. Bộ thể thao hồi nãy chị nào không có chốt không có, bây giờ chốt lại giùm Thanh đi mấy chị. Đây bộ nè. Bộ này là 40kg mấy chị, 40kg đổ lại nha. 35-40kg thanh sale bộ này 35 ngàn mấy chị. Bộ này là thun cô tông nè. 35 ngàn, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Bộ màu vàng nha mấy chị. Ở lên giùm Thanh là bộ vàng 35k. Từ 30kg tới 40kg nha mấy chị. Trừ hao đi mấy chị ơi, mua trừ hao đi ha. Quần jean nam hả, quần jean nam giờ Thanh còn quần rách thôi nha. Rồi bộ màu vàng 35 ngàn. Rồi Thanh còn hai bộ nha. Bộ vàng Thanh còn hai bộ nè, 35 ngàn mấy chị. 30kg tới 40kg nha. Rồi bộ thể thao. Bộ thể thao sắc nách 45kg. Bộ này là 45kg đổ lại nè, 35 ngàn luôn. Ở thể thao sắc nách nè. Cưng coi nhưng mà size bao nhiêu. Đây quần nam là chỉ có dạng này nè. Ở 120 một cái nha, nó rách rách vậy nè. Một cái 120. Quần nam là một cái 120. Rồi bộ thể thao sắc nách 35 ngàn. Cho em bộ 45kg. Rồi Trâm Phương nè, 45kg nè. À 45kg là bộ sát nách này phải không? Bộ sát nách phải không Trâm Phương ơi? Thể thao hai bộ nè, ok nè. Ok chị Liên Lý nè, thể thao nè.
Rồi thể thao nè, là Huyền Trang nè. Rồi thể thao nè, Cẩm Tú Nguyễn nè. Vàng 35k nè. Rồi ok nè, Cẩm Tú Nguyễn luôn nè. Chị gửi em 3 đôi chặt quá, chị phải lấy 40 vừa. Ai biết đâu cưng kia chị lấy cái size đó, chị lấy size đó luôn. 40kg có nha, 40kg có nha. Thể thao nè, Nguyễn Thị Tiết nè, ok chị nè. Trâm Phương lên số điện thoại giùm chị, Trâm Phương ơi. Thể thao nè, 35k nè. Rồi chị biết rồi. Thể thao vàng, thể thao vàng. Bây giờ em có bộ vàng này nè chị. Chặt quá hả? Thôi giờ hỏi ai chia lại đi cưng, chia lại giùm chị đi. Rồi thể thao nè mấy chị, thể thao Thanh còn nha. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Đó, thể thao là từ giống bộ xanh chị vừa vừa cầm nhé. Rồi chị biết rồi. Rồi thể thao nè mấy chị. Đó, bộ này là 35kg nè, 35-40kg nè. Dạ ok chị Liên Lý. Nói chung mấy bộ đó từ 35kg trở lên là mặc được hết. Bộ màu cam nè mấy chị. Đó, mấy chị lấy nhiều bộ Thanh lấy nhiều màu khác nhau cho mấy chị. Đó, cái này là 35kg nè. Chị Liên Lý lấy bộ màu cam này nó đi đẹp quá nè mấy chị. Bộ cam này 35kg nha, 35-40kg á. Màu cam nè. Rồi màu xanh nè, màu xanh đậm nè. 45kg hả? Thể thao bé gái mặc được không? Thể thao sắc nách, thể thao sắc nách chị lấy, chị lấy bộ bộ cam đi. Cái này trai gái gì cũng mặc được mà. Thể thao này con trai con gái gì cũng mặc được hết. Trai gái đều mặc được. Có tay còn nào không Cảnh? Bây giờ Thanh còn sắc nách rồi nha. Sắc nách nè. À, hai bộ 45kg màu tối hả? Cái này chị Thanh hết hết màu tối rồi cưng ơi. Còn đây à, ở đây nè. Cái này khoảng 40kg thôi. Cái này khoảng 35-40kg thôi nè, có tay nè. Đó có tay hai bộ này, còn ba bộ nè. Còn hai bộ thôi. Hai bộ nha, còn hai bộ nè, 35kg đổ lại nè. Đó 35-40kg đổ lại thôi. Còn hai bộ nha, còn hai bộ nè, hai bộ có tay nè, 35-40kg đổ lại nè. Có tay nha, còn hai bộ, chị nào lấy chốt âm thanh luôn 35.000. Đó hai bộ có tay. Còn nhiêu là mấy bộ sắc nách nè. Sắc nách là còn 4 bộ. Có tay em lấy 5 bộ, 5 bộ mà bao nhiêu ký? Xuyên Lương ơi. Xuyên Lương lấy size bao nhiêu ký? Tay là Thanh hết rồi, tay Thanh còn có 2 bộ thôi. Chị lấy luôn hả? Chị lấy 2 bộ ha. Hai bộ này đẹp, vải dày đẹp. Đây bộ này là bộ thun cô tông. Hết rồi Xuyên Lương ơi. Hết rồi nha, hết rồi. Đây bộ này là có tay nhưng mà là không phải là thể thao, nó là cô tông nha mấy chị. Bộ này là 40kg nè. 40kg đổ lại nha, bộ này Thanh sale xuống đi con ơi. À bộ này Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Hết rồi cưng ơi, cho em thêm bộ thể thao có tay 40kg. Hết rồi Trâm Phương ơi. Bộ này là lu bu quá vậy quên. Tại vì muốn cho nó bớt mấy cái này nè. Nó nhiều quá. Rồi bộ này Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Lấy thêm bộ có tay đỏ 35. Ok Cẩm Tú Nguyễn nè. Bộ có tay em hết rồi chị Liên Lý ơi. Tú ơi, cưng lấy cái này cho con cưng mặc luôn đi.
đó, Thanh còn 3 bộ 3 màu nè, một cây nè 4 bộ 4 màu nè cưng. Mua cái này Tết cho bé mặc cũng được nữa mấy chị, không cần phải đẹp đâu, nói chung là. Ủa, nó đòi coi tivi cho con gì? Nói chung là mặc cho nó mới mấy bữa Tết là được rồi. Bây giờ mua cho con mình mặc đi học bán chú rồi cũng được nữa mấy chị. Cái này chỉnh là hết luôn hả? Đỏ Thanh hết rồi nha Phạm Quỳnh ơi, đỏ hết rồi. Bây giờ Thanh còn 3 bộ nè, 3 bộ này chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn, 3 bộ 3 màu. 3 bộ 3 màu nha, 3 bộ 3 màu. À, cho em bộ vàng, cho em xem bộ vàng hả? 4 bộ rồi lấy nữa. Rồi để gì lên lấy lần một luôn. Lấy thêm 3 bộ nữa chị. À, bây giờ xuyên lương ơi, bây giờ Thanh có cái này thôi, Thanh hết thể thao rồi. Anh hết thể thao rồi nha, anh còn cái này thôi. 4 bộ này chị cẩm hằng nè. Đây mấy chị, bộ này là 40kg đổ lại nha. Bộ có tay nè, thun cô tông mấy chị. Thun cô tông nha. Ủa Huyền Trang xem bộ vàng hả? Quên. Rồi cam ok Phạm Quỳnh nè. Mấy chị lên cái giá tiền nhìn Thanh luôn ha. Lấy thêm bộ vàng. Rồi ok chị Liên Lý nè. Bộ thun có 45kg không? 45kg mà nó cao không? Nó cao không? Lấy dài tay hả? Lấy đại chị hả? Lấy đại là lấy cái bộ này nha. Lấy bộ này nha. Lấy bộ này 5 bộ phải không? Xuyên lương lấy cái này 5 bộ phải không? Nói chung là cái này cũng được, mặc cũng được. Mặc cũng được chứ không có ấy đâu. Còn cái bộ thể thao này thì sắc nách. Bộ thể thao sát nách nha. Thiên Lương lấy đại là lấy mẫu này phải không? Lấy 5 bộ phải không? Nó cao hả? Cao là 45kg là cao là mặc cái này được nè. Nếu như cao á là mặc cái này được. Sợ là nó lùn mà nó ú nu là mặc không được. Còn cao là mặc được nha. À cái đó chị hết màu tối rồi Như Ý Đỗ ơi. Cái đó chị hết màu tối chị mới không chốt á. Hết màu tối rồi. 3 bộ hả? Rồi gì lấy 3 bộ. Ok em. 3 bộ 35 xuyên lương lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Đây cái áo len nè mấy chị. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Áo len tay dài 35.000 mấy chị. Cái này là 55kg đổ lại nha. Sale cho mấy chị 35.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Cái áo len tay dài 35.000. Len 35k. Vàng nào lấy chốt âm Thanh luôn, len 35.000. Đây nè con này, thạch thanh nè, thêm bộ nữa nè. Rồi mấy chị, cái này Thanh theo cho mấy chị 25.000 một cái, quần xà lỏng nam đi mấy chị. À, quần này 25.000 cái nè. Rồi ok, xấu xí trần ok chị. 2 bộ thể thao, 3 bộ. Thể thao mà giờ chị Thanh còn sắc nách nha. Hết sắc hết có tay rồi còn sắc nách không à. Rồi cái quần thun nam nè, quần xà lỏng nam 25.000 một cái. 25.000 một cái nha, chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Quần thể thao nam đi làm hả, quần đó chị Thanh hết rồi. Ở quần xà lỏng nam 25.000 mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Xà lỏng nam 25.000. Rồi bộ satin anh có màu hồng mấy chị, 49.000 mấy chị ơi. Cũng được hả? Rồi vậy là lấy 2 bộ này. Hai bộ quần 25 Nguyễn Hoa Dại nè. Nguyễn Hoa Dại nè, một cái quần 25 nè. Rồi lát nữa con lấy cái gì cái bộ này nè. Áo len 35 hết rồi.
ba bộ ba màu với của chị Cẩm Hằng ba bộ nữa. Đây có màu vàng này nè, rồi xiên lương nè, rồi satin nè, Phạm Quỳnh nè, bộ satin 49.000 thôi mấy chị. Chị có lụa đùi, lụa đùi chị Thanh không biết còn không nữa. Rồi Phạm Quỳnh nè, satin nè, satin Thanh còn màu kem nè, chị nào lấy chút không Thanh luôn ha. Rồi bộ bé mấy chị, bộ này là khoảng bộ này khoảng 20 kg nha mấy chị. Bộ này khoảng 18 kg mấy chị, 15-18 kg. Thanh sale bộ này 35.000 rồi mấy chị. Áo jean, áo yếm, cái gì áo 35k là cái nào ta? Là cái nào Nga Hứa ơi? Là cái nào ta? Rồi cái này Thanh sale bộ này 35.000 mấy chị, 35.000 nha, 35.000 chị nào lấy chút thằng Thanh luôn. Vừa không chị, 45 kg cao là được nha. À 45 kg là hỏi cái gì cưng? Cưng hỏi cái gì 45 kg? Bé 35k Phạm Quỳnh nè. Ủa bé Liên Lý, chị Liên Lý trước rồi. Bộ bé chốt cho chị Liên Lý trước rồi nha. Bộ này mấy bé tết mặc được, bé này là hàng đẹp không à. Quần riêng có nha, để anh lên từ từ đi mấy chị. Đây áo này 25.000 mấy chị, 25.000 nha mấy chị. Mấy chị mua 5 cái đi 100.000 mấy chị. Bộ thể thao 45 kg mà cao thì được, ốm được nha. Còn quần jean gái không còn nha cưng. Rồi cái áo này 25.000 mấy chị, 25.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Áo xanh 25.000, 55 kg nha mấy chị, 55 kg. Rồi bộ này Thanh sale cho mấy chị luôn, 55.000 luôn. Bộ ngố nha mấy chị, bộ ngố này 55 kg luôn. Bộ ngố 55 kg sale cho mấy chị 55.000 luôn. À, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Áo xanh treo bao nhiêu? 130. Áo xanh treo 130 nha. Rồi cái bộ ngố này Thanh sale cho mấy chị 55.000, 55 kg luôn nha mấy chị. Ngố chuột Mickey. Rồi bộ ngố trắng luôn mấy chị 55 kg. 55-57 kg luôn mấy chị, sale cho mấy chị 55.000 luôn. Ở mấy bộ này hàng đẹp không nè mấy chị. Sale có 55.000 thôi, quá trời rẻ luôn. Ngố trắng. Bộ này là bộ 100 mấy đó mấy chị, sale có 55.000 thôi. Rồi bộ này là bộ bò, áo phom rộng nha, quần ngố. Lộn, bộ này lộn rồi. Ngố trắng nè, cúc to nè, 55k nè. Áo len chị hết rồi, áo len trắng chị còn có một cái một à. Còn có một cái một và cục vàng. Cho em bộ ngố chuột Trăm Phương nè, bộ ngố chuột nè, 55k nè. Trăm Phương em lên cái số điện thoại lại giùm chị Trăm Phương. Rồi bộ này bộ thổ cẩm mấy chị, sale luôn mấy chị 35.000 luôn. Bộ thổ cẩm này 100 mấy bán 35.000 luôn mấy chị. Ờ 35.000 luôn nè.
quần jean 75k hết rồi, có ngố vàng không lấy thêm. Hết rồi cưng, giờ còn ít 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 chị Thanh sale á, ngố bao nhiêu ký vừa? Ngố bao nhiêu ký? Dạ mua ngố em hết rồi, cục vàng em còn hai bộ em bán hết rồi. Rồi cái bộ lụa này 35.000 luôn mấy chị, 55 ký nha. Trời đẹp quá chị Kim Liên ơi, cái bộ này 100 mấy nè, cục vàng của em. Ở em sale có 35.000, bộ này 55 ký nè, dài nè. Bộ lụa chấm bi 35.000. Rồi xuyên lương nè, nổ cẩm 35k nè. Xuyên lương ơi, em lên cái số điện thoại lại giùm chị để chị nhập lên đây. Rồi bộ thổ cẩm 35.000 nè mấy chị. À, bộ này là 50-55 ký vừa luôn ha. À, thổ cẩm nè mấy chị, thổ cẩm nha, 35.000. Cái thổ cẩm đó chị không vừa đâu, chị không vừa đâu, cái áo nó bo á. 35k thanh còn hai bộ này thôi nha, bộ thổ cẩm chấm bi thanh hết rồi. Bộ này nha chị Liên Lý ơi, bộ chấm bi thanh hết rồi nha mấy chị. Em hai bộ hả, rồi thổ cẩm hai bộ nè. Rồi nhập rồi con, trăm vuông với ấy nè. Rồi thổ cẩm hai bộ nè. Ê, cái thổ cẩm này trong kho. Phúc ơi Phúc à, cái bộ thổ cẩm ở trong kho còn không? Bộ nào gì? Lấy gì có đem ra không? Không. Vô lấy ra thôi. Rồi thổ cẩm nè, Hạo Nam nè. Để Thanh coi còn không nha mấy chị, tại vì bữa hổm Thanh sale cũng gần hết rồi. Tay to không. Rồi thêm bộ thổ cẩm cam. Rồi nè, thêm bộ của xuyên lương nè con. À, Ngọc Hân hai bộ nè, ok Ngọc Hân nè. Ờ cái này Thanh bán 35.000 mấy chị ơi, mấy chị. Thì có Thanh bán 35.000 mấy chị về. Giải đẹp cái này là khỏi chê. Hả? Ủa gì chưa bỏ giấy hả? Không có giấy hả? À Liên Lý. Ủa khoan. Cái này là của Ngọc Hân, lên số điện thoại giùm Thanh luôn nè. À, thổ cẩm đâu? Thổ cẩm là xuyên lương rồi chưa? Rồi Liên Lý một bộ chưa? À, Ngọc Hân mới thảy qua nè. Hạo Nam một bộ. Huỳnh Như Kiều. Rồi Thanh hết mấy chị, đừng có lựa màu không Thanh mấy chị. Đây nè mấy chị, đây bộ thổ cẩm đó nè mà. Có 35.000 thôi mấy chị. Vải bao đẹp mấy chị, trời mặt bao xinh luôn. Có like quần tây nữ không? Quần tây nữ chat Messenger đi ha. Ở cái này thổ cẩm nè mấy chị. Mấy chị lấy hai bộ, lấy hai màu đi mấy chị. Hai bộ hai màu đi, Ngọc Hân lên số điện thoại luôn Ngọc Hân ơi. Thổ cẩm 35.000 bộ nha, 35.000 bộ thôi. Đây, trời ơi nó đẹp nha mấy chị, có 35.000 một bộ, quá trời rẻ. Xuyên lương hai bộ. Còn không con? Còn có cây là hết luôn không? Rồi. Đây mấy chị còn có nhiêu đây là hết rồi mấy chị. Còn có cây nữa là hết rồi đó mấy chị. Mấy chị muốn kiếm nữa cũng không có đâu. Rồi bộ này chị em xả thổ cẩm nhé chị, bộ đó em có rồi, bộ có rồi. Diệu Huỳnh Như Kiều xả ra đi. Đây rồi bộ dây mấy chị, bộ dây này là hàng đẹp nha nè. Đó, quá đẹp luôn mấy chị. Cái này là thun, này là thun thun gì nữa quên mẹ rồi trời, thun da cá đây. Cái này thun da cá, bộ này là 60 ký đổ lại nè. Bộ ngủ nha mấy chị, bộ này Thanh sale cho mấy chị luôn 49.000. 49.000 mấy chị, bộ này là 55-60 ký đổ lại, sale cho mấy chị 49.000. Hàng này mấy chị nhìn cái tem này nè. Đó, mấy chị nhìn cái tem rồi mấy chị biết rồi ha. Thanh sale cho mấy chị 49.000. Chị nào lấy chốt Thanh luôn, bộ này 55-60 ký đổ lại.
Rồi tiếp quên nè, bộ 49.000, bộ này là thun da cá nha. Da cá hàng xịn luôn á mấy chị, bộ 100 mấy đó chứ không có phải rẻ đâu. 49.000 mấy chị. Chị ơi khi nào điện chốt đơn vậy? Sáng mai nha. Rồi bộ này 49.000 luôn, bộ ngố mấy chị, bộ xám nè 49.000, bộ ngố xám. Bộ này là 50-55kg mấy chị. 50-55kg, đai co giãn nè mấy chị, 49.000 luôn. Cần cái gì à? Thổ dây hai bộ, hai màu. Lấy đó, cho chị 35k. Cúc tô nè, thổ thổ chị, thổ dây. Dây hai bộ hả? À, rồi hai bộ nè. Hai bộ của Cúc Tô nè. Rồi bộ xám, bộ ngố xám nghe mấy chị, bộ ngố xám nè. 45, ủa hồi nãy 45 hay 49 ta. Đây rồi sale luôn 45.000 luôn. Bộ màu xám 45.000, chị nào lấy chốt thanh luôn, xám 45. Cái cà nướng mà vùi xuống cái đống giày rồi giờ cái hết uống luôn. Đó, bộ xám 45.000 mấy chị. Đây bộ này trời ơi đẹp quá nè mấy chị ơi, mấy bộ này đúng đẹp luôn mấy chị. Bộ dài nha, bộ dài này thanh sale cho mấy chị luôn. Bộ dài này là 45kg đổ lại nè. Sale cho mấy chị luôn 49.000, bộ dài 49.000. Bộ dài 49.000, 45kg, 45-47kg nha mấy chị. Đó, thanh sale cho mấy chị bộ này 49.000 nè. Đây, bộ dài vẫn còn 2 bộ. Rồi bộ này là 65kg nè. Đó, bộ này 65-70kg luôn nè mấy chị. Bộ này thanh sale cho mấy chị 55.000 nha. Bộ này 55.000, 70kg luôn nè mấy chị, 70-75kg vừa bộ này luôn nè. Bự chà bá luôn. Đó, bộ này thanh sale cho mấy chị 55.000. Lấy màu tối cho em hả? Bây giờ nó có màu đó thôi cưng, nó có như vậy thôi. Dây màu đỏ thổ cẩm nha. Rồi lấy cho Phúc Tô rồi màu đỏ lấy hai bộ á. Rồi bộ ngố gấu nè 45.000. Đó, bộ ngố gấu nè mấy chị 45.000. Đây bộ ngố nha mấy chị. Bộ này là 50-55kg đổ lại nha mấy chị. Bộ này chắc cỡ 45kg thôi mấy chị ơi, 45kg thôi nha. 45kg bộ ngố gấu nha. Bộ ngố gấu 45.000 luôn. Cái này à. Đây ngố gấu 45.000. Rồi bộ này bộ xám quần dài. Đó, bộ xám quần dài 49.000. Rẻ quá trời mấy chị. Mấy chị mua cái áo lẻ không hết mẹ 70-80 ngàn. Giờ nguyên bộ chỉ có 49 ngàn thôi. Rồi bộ trắng nha. Rồi đang có bộ đen nè. Bộ áo đen, bộ áo trắng, bộ áo màu da, màu cam á, 49 ngàn. Lấy 3 bộ thì thanh bán cho mấy chị một, thanh bỡ giảm cho mấy chị một bộ 4 ngàn đi, còn 45 ngàn. 3 bộ thì 135 ngàn. Rồi đầm đi mấy chị, đầm mấy chị mua 5 cái bán 100.000 mấy chị. Đây đầm von nha. Đầm này là đầm sơ mi nè mấy chị. À, nói chung là cái đầm này là từ 50kg đổ lại nha. Beo là đồ bộ nha, đồ bộ lửng á. Đây đầm nè mấy chị mua combo 5 cái 100 mấy chị. À, đầm là từ 50 nha. Đầm là từ 50kg đổ lại nha, 45-50kg đổ lại. Đầm 5 cái 100 mấy chị, sale cho mấy chị 5 cái 100 khỏi lụa nha. 5 cái đầm 100.000. Combo 5 cái 100. Đầm là từ 40kg trở lên. 5 cái 100.000.
Đây bộ 55.000 nha cưng. Đây bộ beo là 55.000, cái này là size bự nha. Size này là 70kg đổ lại á, 70-75kg á. Đó, thanh sale 55.000 một bộ. Thun này là thun TC nha. Bộ thun TC. À, 70-75kg. 55.000 một bộ. Rồi bộ này mấy chị, bộ này thanh sale cho mấy chị luôn. Bộ này nó bị lỗi xíu. Bán rẻ cho mấy chị 25.000. 25.000, 25.000 nha. Mấy chị biết lỗi là lỗi gì không? Nó in cái mực này nè, nó in cái mực này cái nó bị li ti gì đó. Thanh bán rẻ cho mấy chị 25.000, bộ này là 50kg đổ lại nè. 50kg đổ lại nha. Bộ 55 màu tối. Bây giờ màu tối hả? Bây giờ có màu này thôi. Màu tối lấy màu này được không? À màu tối. Rồi đây Nguyễn Hoa Dại nè, có đơn chưa ta? À lấy 4 bộ 4 màu. Rồi ok ca su nè. 1 trắng. Có áo cho nam 75kg. Rồi chị Thanh xíu thôi. Áo cho nam 75kg là trẻ hay là lớn tuổi hay là nhiêu tuổi mặc cưng? Nhiêu tuổi mặc Tú ơi. Bộ áo trắng là 45-50kg đổ lại nha Hứa ơi, chị Thanh bán rẻ 25.000 luôn. Đây có 25.000 mua cho con mình nó mặc ở nhà mấy chị. Bộ này là 45-50kg đổ lại, từ 35kg trở lên mặc vừa. Sale 25.000 luôn. 25.000. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Bộ thể thao 25.000. Rồi bữa hổm chị nào mua giày á mà không có chốt được, bữa nay chốt đi mấy chị. Con em 16 tuổi hả? Ừ 16 tuổi nha. Loại trẻ trẻ là chị hết rồi, còn loại trung niên thôi. Đây đôi giày này là size 34 mấy chị. Size 34 thanh sale cho mấy chị 55.000 nha. Đó đôi giày đó size 34. Đây quần nè 25.000 một cái mấy chị. Quần này là khoảng 60kg đổ lại nha. 60kg đổ lại quần xà lõn nam nè. Đó, một cái 25.000 mấy chị. 25.000, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Quần xà lõn nam 25.000. Mấy chị ơi, giờ Thanh xuống like đi mấy chị ơi, Thanh đi ăn cơm đấy. Tối à, Thanh like tiếp nha. Tối Thanh like tiếp nha mấy chị. Về xe 34 Nguyễn Thị Tuyết nè, ok chị nè. Cỡ này mấy chị mua giày dép của con mình để dành được, còn mấy cái này để còn có nhiêu đâu. 8 tuần nữa rồi mấy chị. Bị nguội mau dữ lắm luôn. Giày đó Thanh còn nữa nha mấy chị. Giày đó Thanh còn nữa mấy chị. Chị nào lấy thì chốt cùng Thanh luôn. Đây Thanh còn size 36 nữa nè. Đó 55.000 nha. Giày Thanh có size 36 nữa nè mấy chị. Chị quần sau lưng cái nhiêu hả? Quần sau lưng là một cái 100 mấy á cưng. Nè đẹp chưa mấy chị? Đó, thanh sale cho mấy chị có 55.000 rồi. Đôi này là size 36 nè. Size 36 nha mấy chị, size 36 55.000. Đây đôi này cho con sushi mang được.
Ở đôi này size 36 nha mấy chị, 36 55 ngàn mấy chị, lên giùm Thanh là 36 55k. Xong mà dồn đơn đi con này, để con coi tối gì like cái nữa rồi nó 2 3 thứ luôn, cái nó dồn nó mệt lắm. Rồi đây bộ đồ này sale cho mấy chị luôn 30 ngàn mấy chị. À, bộ này là 45kg nha, 45kg đổ lại. Bộ này bữa trước Thanh bán 35 ngàn, bữa nay Thanh bán cho mấy chị luôn 30 ngàn luôn. Bộ này từ 30kg tới 40kg. Bộ áo trắng quần dài á chị. À bộ áo trắng quần dài là 45kg đổ lại, 45kg đổ lại nha Hứa ơi, 49 ngàn. Bộ áo trắng quần dài là 49 ngàn, 45kg đổ lại. Rồi bộ này Thanh sale cho mấy chị luôn. Rồi đêm mưa nè, 5 đầm 100 nè. Dép hả? Tối đi cưng ơi. Bỏ vô mình gì. Rồi bộ này 30kg tới 40kg nha mấy chị. 45kg á, 30kg tới 45kg Thanh sale 30 ngàn một bộ luôn. Có hổm nó giành giật nhau quá trời luôn. Đó, xong rồi chốt không lấy. Gọi không được. Nha, 30 ngàn một bộ luôn. Rồi bộ này thì 25 ngàn nè. Bộ này thì 25 ngàn. Nó in á mấy chị, nó in cho nên là mấy cái mực nó dính tấm gì đó. Đó, thì sale rẻ cho mấy chị 25 ngàn luôn. Bộ này là 45 50kg đổ lại nè, sale cho mấy chị 25 ngàn. Đây bộ này 25 ngàn nha. Nữ 60kg không có nhiều lắm chứ, nhiều lắm nhưng mà Thanh lên từ từ đi. Đây cái áo này 35 ngàn, áo von mấy chị. Áo này là 60kg đổ lại nha, 60kg đổ lại. Cái áo von này Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn. Chị nào lấy chốt cho Thanh luôn ha. Áo von 35k, bộ 25k ok đêm mưa. Bộ 25 ok hậu nam. Rồi cái áo này Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn. Lấy em bộ đó chị. Rồi ok em. Đâu rồi? Quần ống suông Thanh có, nhưng mà mấy cái quần đó mấy chị chat messenger thì Thanh đi ha. Rồi áo trắng 35 ngàn, mấy chị 60kg đổ lại nha. Áo này từ 45kg, 40-45kg là mặc được hết, tại vì nó là form rộng. Rồi bộ đồ. Bộ đồ này là 6-7kg nha mấy chị. Áo trắng 35 ok trăm phương. Bộ đồ này là khoảng 5-6kg mấy chị, 5-6kg nên sale 20 ngàn. 5kg nha mấy chị, bộ này 5kg nha. Bé gái 5kg, sale bộ này 20. Rồi cái đầm này sale cho mấy chị luôn. Cái đầm này 20 ngàn nha. Đầm này là 30-35kg nè. Đầm này 35kg đổ lại, mua cho bé mặc mấy chị. Thanh sale cái đầm này 20 ngàn luôn. Đầm 20, bộ 20 ok như kiều. Như kiều ơi, cái bộ này là khoảng 5-6kg thôi nha. 5-6kg thôi nha cưng. Rồi đầm 20 hạo nam nè. Cái đầm này mua cho bé mặc thấy cưng dữ lắm mấy chị. Có 20 ngàn thôi. Đầm nè, Thanh còn nữa nè. Đây Thanh còn màu hồng nữa nè. Ở màu hồng đó nha mấy chị. Rồi màu đen nè.
màu hồng, màu đen, màu đỏ, ba màu, 20.000 một cái. Bé khoảng 35kg đổ lại nha mấy chị. Rồi hạo nam màu hồng luôn nè. Rồi đen nè, hạo nam luôn nè. Rồi còn một cái màu đỏ. Hạo nam lấy 4 đầm luôn hả? Vậy là 4 cái luôn nè. Rồi cái bộ này là 50.000 mấy chị. Bộ này là 60kg vừa nha. Bộ này 60-65kg luôn nè mấy chị. Thanh sale bộ này cho mấy chị luôn. À, bộ này bự nha mấy chị. À, sale cho mấy chị bộ này. Thôi bộ này sale 45.000 thôi. 45.000 thôi, 45.000. Trời, mua mặc thoải mái lắm chị. Bộ này là bộ ngố nha. Bộ lửng 45.000 mấy chị lên đường Thanh, bộ lửng 45k. Hảo Nam ơi, cái bộ này mua cho bé mặc được nè, 35.000 nè. À, bộ này 35.000 thấy cưng dữ lắm nè. 35kg đổ lại luôn. Nè, thấy chưa, mặc thấy cưng chưa? Bộ này là khoảng 35kg đổ lại nha, 35kg đổ lại. Xếp bộ đùi nha, rớt vai. À, 35.000 luôn. 35kg đổ lại. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn, vàng, bộ vàng 35k. Rồi cái áo trắng này Thanh sale cho mấy chị luôn. Cái áo trắng này là 60kg nè mấy chị, 60-65kg. Sale cho mấy chị cái áo này 45.000 thôi mấy chị. Áo trắng 45.000. Đẹp quá mấy chị. Đây nó thiêu. Cái này là nó may dính vô luôn nha mấy chị. Mấy chị giặt máy giặt cũng không sợ bị xúc nha. Rồi cái áo trắng len nè 45.000. Cái áo trắng này bữa Thanh bán 70, Thanh sale 70. Bữa nay Thanh bán cho mấy chị 45.000 luôn. Áo trắng này 65kg đổ lại nha mấy chị. Áo len. Rồi áo len trắng 65kg. Sale luôn 45.000 luôn. Rồi đôi giày này. Đôi giày này là size 20. Size 20. 26 nha mấy chị. Đôi giày này size 26-27 nè. Ở Thanh sale đôi giày này là cho mấy chị 55.000 thôi. Siêu nhẹ luôn. Ở đôi giày này siêu nhẹ, Thanh sale cho mấy chị 25.000. Ấy lộn, 55.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Em chào chị Thu Hương, chị Hương nè. Thu Hương đó ta. Tini là Thu Hương đó ta. Cái gì Hương nó quên nè. Rồi ok chị Hương nè. Áo này đẹp nè chị, giày đẹp. Chị Hương ơi, cái áo này cũng đẹp nữa nè chị. Chị mặc áo này nè, khỏi phải ủi gì hết trơn á, giặt mới giặt, không có nhăn, không có gì hết. Ở áo này 60kg đổ lại. Sale cái áo này có 35.000 mấy chị. Áo von nha. Áo von cái 120 đó mấy chị. Thanh sale cho mấy chị có 35.000 thôi. Rồi lên giùm Thanh là áo 35k. Rồi cái bộ này 49.000 mấy chị. 49.000 nha, 49.000. Bộ này 45kg đổ lại nè. Rồi áo 35 ok chị Hương luôn nè. Áo này là Sài Gòn bán 120 cái. Rồi bộ này 49.000 mấy chị, 49.000 nha. Bộ này nãy Thanh có đủ màu luôn nè. Bộ áo xanh 49.000. Rồi bộ này là bộ chữ đi. Chữ quần dài luôn nha. 49.000 luôn. Thanh sale 15 phút nữa nha mấy chị, 15 phút nữa là Thanh xuống like nha. Thanh đi cho con Thanh nó ngủ thì nó bệnh, bữa nay nó không có đi học. Đây cái này là quần vải đuổi mấy chị. Cái quần vải đuổi này Thanh sale cho mấy chị 49.000. Một cái là 95.000, Thanh sale cho mấy chị 49.000 luôn. Quần này là khoảng 45-50kg đổ lại nha mấy chị.
Ở 50kg đổ lại quần vải đuổi nha, vải đuổi nó không có nhăn. Nha mấy chị mua không cần phải giặt, không cần phải ủi. Ở quần này Thanh còn mấy cái à, Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn, 45.000 luôn. 45.000, 45.000. Quần đuổi 45k còn mấy cái. Rồi máy hết pin rồi. Rồi thôi Thanh xuống like đi mấy chị. Máy Thanh nó hết pin luôn rồi, nó còn có ấy phần trăm mà. Đây cái quần này là Thanh sale cho mấy chị luôn nè, 55.000 mấy chị. Quần này là quần ngố nha. Quần này hàng xịn nha, cái 120 Thanh sale cho mấy chị 55.000 luôn. Cái quần này là 60-65kg vừa nè. Quần này là 60-65kg vừa, quần màu xám nha. Quần này sale cho mấy chị 55.000, quần này Thanh bán cái 120 á. Sale cho mấy chị 55.000. Dạ ok chị. Ống suông nha. Cái gì Gmail cho em hả? À, Hạo Nam hả? À? Là nhờ. Cái gì Gmail cho em là sao? Không hiểu. Rồi mấy chị em máy hết pin này. Nó cạn pin luôn à. Anh xuống like đây. Tối nay like tiếp. Ok chị Thu Hương, em dồn đơn tối nay cho. Rồi Thanh xuống like chào mấy chị, hẹn tối nay nha.